Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường tăng pháp. Tập Phật Ba Pa Kusala Chitta Nibbana Niết Bàn quả tối thượng. Chư Phật Nô Phật Tha Ba Kỳ Mô Phê Chật Tăng Quanh Nhất Ta Chật Phật Phật Tha Sư Minh Văn A Thị Chê Tê Chà A Yô Gô Ê Tăng Bồ Tát Hai Na Sa Na Sa Năng Chúc Gia Không Hiểm Không Phải Người, không hủy bán kẻ khác, không phá hoại nghiêm cản tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên trú hướng lời chư Phật. Si là samma thi bụ na năng khan ti và tha na ca và năng sắp phê vị phu sở lạ thâm ma khan ti gia dê vật thành nhắn này pháp căn và tức nhờ nhẫn nại kêu là năm vị ba ba năng khân tịch mu lăng tập tịch ca ha ca ha ha đi năng mu lăng khân là tịch khân cô bướng tốt rễ tội và đoạn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy thân ti thi ra sa lăng ca rô khan ti ta po ta pa si no khan ti pa lăng va ya ti năng khan ti ta chu ta wa ham là năng lực người trị, đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lộc. Khan ti ko me ta wa la vi ya si si su ka si la wa vi yo de của mình đồ sa po hô thị thân thị cung. Người hạnh tu nhẫn nại, người có được phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. At ta no bi pa re san ja at tha wa ho ba khan thị po sa ka mo ta gặp mô thị thân thị cô sạp thủ nô và chạp nô qua đăng ca rô ti ê wa o pa ra ma ya ku cha ya ki nang ku che ti khan ti ko ta người đều lợi ích nhân loại và chư thiên đều thương hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại mãn kiên giới chống đắc quả niết bàn, người ấy gọi thực hành môn di nháo là người đã cúng dường đức Phật cách cao thượng. Sa thân e a ru ga su ki ta ho ta ha sa be nhà tị phi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín phải bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thải. Sa thú sa thuốc là thuốc đạo tràng tri ân ngài trí đức đã tùy truyền tâm quy ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Yang kinh chi ku sa la cam mang căn tâm bằng ki ri yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye san ta san ni no an thi ye cha san ta san ni no ca tăng pua nha pha lăng mê hăng sam bê pha ghi tê ye tăng tu vi đi tăng định năng puôn nhất pha lăng mà già chê cha tăng thà na cha nam tỳ đề qua gắn tòa ni quê đà dung sầm bê lô cầm hi ye san ta chỉ quan ta ha ra hệ
pho cha năng sa bê la phan tu ma ma chê ta sa ti karani yaman thakusa le na yan tang san tang ba đăng a phi sa manh chăng cô chu cha su wa chu cha sa mu du ma ni san tu sa cô cha su pha ro cha am pa kin cho chăng na hu ka vu san tin tri yo cha ni pa ko cha am ba gam pho ku le su na nu gin tho na cha ku dang sa me kin chi ye wa de dung su khi wa ke mi no hon tu sam be san ta pa wan tu su khi tan ta ye ke chi pa na phu tan thì ta sa wa na wa se sa di kha wa ye ê ma hàn ma ra sa ca nu ca tu la đinh tha wa ye wa an đinh tha ye cha du re wa si a vi du re phu ta wa sam pha we sa sam be san ta pha wan tu su khi tan ta na ba ro ba rang ni cung be thành ni năng kinh chi pya ro san thi khả sanh nha nan nhà minh nhan sa đung tham minh chê và ma ta và tha ni văn bút tăng ayusa e kapua tamanu răng khe e quan bi sam ba phu te sumana sang pha wa ye a parimanang me tan cha sam ba lo ca minh ma na sang pha ye a parimanang u thang a tho cha thi vi yan cha sam ba thang a we răng a sa ban tan tinh thanh cha răng in no wa sa ya no wa ya wa ta sa wi ga ta min tho e tang sa tinh a tinh thế a răng ni tham ma hu đinh tinh cha nu ba gam ma si la wa da sa ne na sam pan no ka me su vi ne ya ge thang na hi cha tu gam pha se yang bu na re ti ti mô bút thà giá Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ ngài Chúa Đức, con xin kính lễ toàn thể đạo tràng và bây giờ con xin dâng mic lại cho ngài để cho ngài điều học chương trình của ngày hôm nay ạ. À. Con xin dâng mic lại cho ngài ạ. À. Mô Bức Thái Giá, dạ con xin nhân mít lại cho ngài. Dạ, trước khi vào lớp học, con xin bạch với ngài là Vinh Kinh Melanda có nhắn với Nguyên Như là ngày mai Vinh sẽ vào lớp trễ khoảng nửa tiếng và cho con một cái câu hỏi sẵn để con đọc ở trước lớp, thưa ngài. Dạ, con xin nhân mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Sa thu thích nguyên như. Sẽ thực hành theo những cái lời mà thích nguyên như do tin tin nhắn lại. Ngày mai chúng ta sẽ áp dụng ha. Bây giờ chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 180. Và trước khi đi vào còn ý nghĩa của câu Phật ngôn này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Rất là tới giá sở quần đà mẹ. Cô tổ mẹ hệ si ở rằng ta thà gá tổ lộ, cô tổ mô tắp bá gá rủ chạy thác cô lộ cá sơ sơ thài, cho nó đầm mô cô quý quần đà mẹ hành tầng nó rập phù. Giác gần lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sinh bằng thoát ly trần cõi trần tôi thượng giáo chủ trí năng vô lượng tự đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát cảnh con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường
Pháp bảo vi như anh vạn lai cơ sản vô minh phát tăng lầm đạo tin đệ nhân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian kính dược. Thân khổ quýt số thổ thu gắt tác xa xa quốc khổ xếch khà thu ca mô ra thòng mắt xếch thác khổ nình đà phát sẵn xa đi nà đá rộ. Tăng bảo trên con Phật Đà, tâm học mong rõ, nên mà thoát thân. Các vị thanh tịnh đi trần, xa lìa thế pháp, phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ thân hy đáng cho công chúng, nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát tế gia tê chê, nát tích khá mê ê tú vã, khá năng tán xà bí à nút phà quê, nát xá hạ xa dê. Nát xê chạch tú, cầu xin tâm bảo uy đinh, cho con tấn hóa, thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học. Đắc nạp mù Phật thành tán dương ân đức tam bảo là xong. Bây giờ đi vào bài học ngày hôm nay. Trong đạo tràng có vị nào có thể chỉnh sửa lại để ta nhờ nó rõ ràng thêm dấu và những cái từ Pali nó liên lạc với nhau. Ví dụ như chữ cha li ni không có rời chữ cha rồi chữ cụ hình chí vân vân thì quý vị có thể làm dấu này quý vị làm sao cho nó liền lạc dễ dễ đọc dễ chú ý đạo trang có vị nào làm được thì cho dấu tiếng Việt. Ví dụ ai Phật hết dắt dẫn Phật giới rộng mênh, ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Nếu mà không có dấu thì chúng ta coi nghe đọc sẽ hiểu được. Còn nếu mà quý vị có được thì nhìn vô dễ hiểu hơn. Vì nào làm được thì chỉnh sửa lại dùng. Bây giờ đầu tiên Sinh Nhật cũng không có mặt ha. Chúng ta thấy đó cũng là một cái sự trở ngại cho buổi học của chúng ta. Có Sinh Nhật Quỳnh thì tương đối quý vị dễ theo dõi hơn. Còn bây giờ không có Sĩ Nhật Quỳnh thì chúng ta cứ kiểu của chúng ta Yasacha Lini Vissap Tika Yasacha Lini Vissap Tika Yasacha. Câu đầu tiên quý vị thấy có ba ta, vì giá xá là một, cha lý ni là hai, quy sát tí ca là ba. Chúng ta đi vào ý nghĩa của những từ này. Chữ giá xá do có đệ từ giá, nhưng mà đệ từ giá đó được chia theo số cách tức là cách chia thứ sáu chát khí quy phát tí e ca quá trình ha. Cho nên chỉ giá nó biến thành giá xa, giá xa của người nào, của vị nào, của người nào. Rồi cái từ thứ hai là cha lý ni. Cha lý ni trên từ trung tình của cái từ cha lá. Chữ cha lá có nghĩa là lưới, nhưng mà ở đây có nghĩa là một từ nữ tính theo cha liệt ní có nghĩa là mạng
Sa-li-ni là mạng lưới. Rồi, cái từ thứ ba, Visatika. Visatika, Visat. Ở đây thì cái đồng nghĩa với cái từ Tanha ở phía dưới ha. À, tức là cái câu số 2, cái Tanha nó tương đương với cái từ Visatika. À, Visatika là một danh từ nữ tính ha. À, các bạn ta ít thì linh gạ. À, như vậy thì Visatika có nghĩa là tham. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua câu số 2 ha. Chỉ tanh ha, đây là một danh từ nữ tính. À, các bạn ta ít thì linh gạ. Tanh ha, đây đứng trong cái dạng chủ cách xúc, tức là bạch tham án ekavachana vipatti. Cho nên tanha ở đây có nghĩa là ái, visatika là tham, tanha là ái. Tham và ái đều có ý nghĩa giống nhau ha. Rồi cái từ thứ hai, natthi. À, natthi tức là ná cộng với áp thi, nạp thi, ná có nghĩa là không, áp thi là có. Vậy thì nạp thi ở đây có nghĩa là không có. Câu số 2 ha. Tần hà nạp thi của hình chị nề táo quề. À, chúng ta tìm ra ý nghĩa của hai từ là tần hà và nạp thi. Rồi bây giờ của hình và nề táo quề, của hình chị ở đây nó là một trạng từ. Khu hình chỉ có nghĩa là bất cứ ở đâu. Khu hình chỉ là bất cứ ở đâu. Và cái từ sau cùng, nê tạo quê. Nê tạo quê ở đây do cái căn ngữ ni. Do căn ngữ ni có nghĩa là dẫn dắt. À, thì cái căn ngữ ni cộng với tạo quê. Ở đây nó là một cái động từ ha. Có nghĩa là nê tá quê là để dẫn dắt. Để dẫn dắt. Như vậy là câu số 2. Tanh ha nắp tình chi nê tá quê. Ý nghĩa của những từ này. À, chúng ta đã trình bày xong. Bây giờ qua câu số 3. Tăng bút tha mạ năn tạ vô cha rằng. Tăng bút tha mạ năn tạ vô cha rằng. Bây giờ cho nó rõ ràng hơn chút, chúng tôi copy lại với Nguyên Như để cho nó quý vị dễ thấy hơn ha. Rồi xong rồi, cho nó không cho. Cho đưa lên rồi mà sao. Rồi, để chụp ha. Rồi, được rồi. Có dấu kia quý vị thấy nó dễ dàng. Cho có dấu có đọc lên cái dễ bị hiểu lầm ha. Rồi, sa thú câu 1, câu 2. Yasacha lini visatika tanha nati ku hình chi ne tao về. Câu số 3. Tăng bút tham man nan tao go cha rằng. Tăng bút tham man nan ta vô cha rằng. Chữ tăng câu số 3 ha. Chữ tăng đó hay là cái đó, điều đó hay cái đó nói về cái gì? À, visatika tanha có nghĩa là tham ái.
tham ái đằng sau. Bụt tham mạng nằm ta gồ cha rằng à, chữ bụt tha, à, bụt tham mạng nằm ta gồ cha rằng ở đây do cái từ bụt thăng ha, cái từ bụt thăng cộng với anh ta ra gồ cha rằng. Chữ bụt thăng quý vị biết cái từ bụt thăng đó là một danh từ nam tính, nhưng mà chữ bút tha này được chia theo đối cách số ít, cho nên bút tha biến thành bút thăng. Bút thăng là Đức Phật ha. Rồi cái từ thứ hai an nam ta, an nam ta, an nam ta, đây là một cái nhóm từ do cái từ an ta cộng với tiếp đầu ngữ an. À, thì chữ anh ta nó là một danh từ trung tính, ác văn tánh nó cùng sắc tạo định ra anh ta có nghĩa là điểm cuối. À, nhưng mà anh ta đây là nơi cuối cùng, không có điểm cuối, không có điểm cuối. À, chữ vô chả ra văn do cái từ vô chả ra, vô chả ra là một danh từ nam tính, ác văn tánh cùng linh. Vô chà rá là cảnh giới, là hành xử, nhưng mà riêng chữ vô đó là một danh từ nam tính, ô ca lăn ta phung linh ga, vô có nghĩa là con bò ha. Rồi chữ chà rá có nghĩa là, nhưng mà hai từ này nó ghép chung với nhau, vô chà rá là cảnh giới hay là hành xử. Vậy thì anh năng tà ra vô cha rằng có nghĩa là có hành xử vô biên, hành không có điểm cuối. Có hành xử vô biên hay là có hành xử mà không có điểm cuối. Cùng của tặng ha. Rồi và cái câu cuối cùng a bà đăng kê na bà đê nê sạc tha nạp đề nạp sê thạ nê sạ thạ. Chữ A-pa-đăng chúng ta thấy tiếp đầu ngữ A ở phía trước có nghĩa là không, và chữ Ba-đăng do cái từ Ba-đa, Ba-đa là một danh từ trung tính, A-ca-ran-ta-na-pum-sa-ca-lin-ga, Ba-đa có nghĩa là dấu chân hay là vết tích, mà có chữ A ở trước là không vết tích, không dấu chân, không vết tích, không dấu chân. Rồi chữ kê na do cái đại từ nghi vấn là chữ kinh, và chữ kinh này được chia theo sử dụng cách số ít, tức là ta tỳ gia vị pháp tức e câu vật trình hạ. Cho nên chữ kinh nó biến thành kê na. Kê na có nghĩa là với ai, với ai, bởi ai. Hai cái từ bát đề na, bát đề na do, cũng do từ bát đá, nhưng mà ở đây nó theo sử dụng cách số ít, ta tỳ gia vị pháp tỳ e câu vật trình hạ, cho nên chữ bát đá ở đây nó biến thành bát đề na, bởi cái lối đi do cái vết tích, bởi cái lối đi do vết tích, chữ ba đề nạ. Rồi cái từ nesatha đây là một động từ số nhiều ha, nesatha do căn ngữ ni, và cái động từ này nói lên một cái vị trí ở tương lai sẽ dẫn đi, sẽ nhắc đi. Nesatha sẽ dẫn đi, sẽ dắt đi. Như vậy vâng, chúng ta sẽ có được một cái lối văn xuôi như thế này. Đức Phật là vị có hành xử vô biên, không để lại dấu tích, ngươi sẽ dẫn dắt theo lối đi nào. Tha mái tự như mạng lưới, có tính độc hại, không còn ở ngài để dắt ngài đi bất cứ nơi đâu. Chúng ta sẽ nghe lại ha. Vì
có hình không thì vết dấu bước chân. Người dẫn dắt Ngài đi theo lối nào? Tham ái ví như mạng lưới có tính độc hại, không còn ở Ngài để dắt Ngài đi bất cứ nơi đâu. Ngài Hòa Thượng Giới Đức với thể thơ Lục Bát, Ngài có một cái lối văn thế này: rối rắm hỗn tạp hết rồi, ái dục triều phược đi không dấu tích, hoặc giới tối thượng biết sao mà vinh thay uy vĩnh hằng, ma vương lần vế xuất phàm được ứ. Chào em. Lời thơ của Ngài Giới Đức đọc nghe lên nghe thấy câu không mệnh lời hỗn tạp hết rồi, ai dục truyền phước kéo lôi ngõ nào, đi không dấu tích trần nào, một Phật tối thượng biết sao vinh thay uy lực vĩnh hằng, ma vương đẳng thế xuất phàm được ư. Rồi đó là lời dịch của Ngài Giới Đức. Có Ngài Hòa Thượng Minh Châu: ai giải tỏa lưới tham, ai phược hết dắt dẫn với rộng mênh mông, ai dùng chẳng theo dõi bậc không để dấu tích. Ai giải tỏa lưới tham, ai phược hết dắt dẫn Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chẳng theo dõi bậc không để dấu tích. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Đây là một câu Phật ngôn mà quý vị thấy rất rõ ha. Câu đầu tiên: Yasacha li ni visatika, Yasacha li ni visatika, Yasacha li ni visatika. Câu này có được bao nhiêu từ? Cái gì? Số 9 thì biết số 9 cho rõ ràng đi, còn rắc rối thêm chữ D phía trước nữa. Rồi dưới này có chữ 9 là 9 nha. Anh nghĩ kỳ cộng dây. Rồi câu này có tất cả 9 từ ha. Giá là 1, xa là 2, cha là 3, lý là 4, đi là 5, quý là 6, sát là 7, tí là 8 và 9. Trong 9 từ này nó có bao nhiêu loại trường âm? Sắp chết rồi bà con à. Hôm nay ngất ngưng. Có tất cả là 2 loại trường âm. Trong 2 loại trường âm này tìm có bao nhiêu trường âm thông thường ha? Có bao nhiêu trường âm thông thường? Sa thú sa thú thích thiền hòa nha sát trà lý nì quý sát tí ca. Cho cái phong chữ nó lớn lên chút nữa cho người ta nhìn thấy nó rõ đó, chứ còn với cái chữ mà nhỏ quá người ta nhìn đuôi mắt luôn. Đúng rồi, sa thú chữ một tiếng ha. Nó sáng rực lên luôn. Còn cái chữ đuôi than như ở trên là nhìn thấy tố mò, còn cái chữ này thấy đẹp trai nè ha, sáng sủa. Ở Việt Nam buổi sáng là sáng sủa, còn như là chắc chiều sủa quá ha, buổi chiều với nó rồi dỗm ha, rồi dỗm dỗm cũng được đi. Yasacha lini visatika,
Hỏi có bao nhiêu trường âm thông thường? Quý vị nói có ba, đó chính là chữ cha, chữ ni và chữ ca. Trời ơi, hay quá ha. Đó, trường âm thông thường bao nhiêu? Trường âm đọc. Trường âm đọc thì giọng ngân âm ta xích nguyên kim nó không có. Rồi thôi. Trường âm bao nhiêu trường âm nhân? Xích kim, xích su, ca, xích nguyên nhị, xích nguyên ta nó có hai. Đó chính là chữ giáp và chữ sáp. Chữ giáp và chữ sáp là hai trường âm. Từ ngồi lên phân tích lại câu này. Xin niệm từ ơi, alo, xin niệm từ không có chịu tham gia gì hết, ngồi đó nhìn không hả? Tao bây giờ lên phân tích lại câu này, ôn lại cho bà con, cho ông vợ là thôi xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thân Ca Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Con kính hành lễ sư trí đức, con kính hành lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, kính chào đạo tràng. Cảm ơn Sismita cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin phân tích câu số 1 đầu tiên của câu Pháp Cú 180. Yasacca lini wisak wisat sắc tí cà chà lý ni quý sắc tí cà. Yas là trường âm nhấn, xá là ngón âm, chà chà là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, ni là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Dạ, như vậy trong câu này có hai loại trường âm, thưa sư. Trường âm nhấn có giá, sắc, thường có cha, ni, ca. Còn bao nhiêu là đoạn âm? Xá, lý, quý, tí là đoạn âm. Dạ, con đã phân tích xong. Con xin dâng mic lại cho Ngài. Con có sai, xin Ngài sửa lời giùm con ạ. Dạ. Sa thủ, xin niệm từ. Đâu phải ngồi không là không theo dõi đâu. Vẫn theo dõi. Nhưng mà kẹt một lý do gì đó, không chát lên mà thôi. Nhưng mà khi mà lên phân tích thì quý vị thấy chính xác. Game là đi hái hoa mất mệt luôn à. Một đống hoa dữ dội. Shizuka này, Shizmeta này, rồi Shiz game sao mà ưu ái quá ha, tặng hoa nhiều vậy. Chắc là cái chỗ ở, cái chợ hoa Sa thú sa thà không có chỗ nào để mà nói nữa. Chắc là đúng hoàn toàn ha. Đây, bây giờ qua câu số 2 ha. Tần hà nát thi cu hình chi nề ta huệ. Tần hà nát thi cu hình chi nề ta huệ. Tần hà nát thi chi nề ta huệ. Câu số 2 là một câu mà quý vị thấy không giống câu 1. Bảo đảm là không giống. Câu này có bao nhiêu từ? Câu này có câu này tới 10 từ phải không? Câu từ phải không? Tần hà nát thi cu hình chi nề ta huệ, chính xác 10 từ. Nếu mà 10 từ thì giống câu 1 hay không? Câu 1 hình như 11 từ á. Câu 1 có 11 từ á. Còn câu này đó có 10 từ. Ủa? Nó vậy nó lộn hả? Câu 1 là 9,
Con hai lần mười, vậy mà nó 11 ha. Cũng cãi nữa, giống bà không. Rồi, rồi bây giờ câu số 2, chúng ta tìm hiểu câu này có bao nhiêu trường. Câu số 2 có bao nhiêu trường âm? Xin nói sao? Còn xin cái số khá thì coi lạnh mát rồi. Đấy, cái nón đồ cũng có 6 luôn ha. Có trường âm, 6 trường âm đó chính là chữ tâm, chữ ha, nắp, nê là 6 trường âm. Trong 6 trường âm này thì bao nhiêu trường âm nhấn? Bao nhiêu trường âm nhấn? Sikim, Sikmeta, nó có 3 trường âm nhấn. Shishuka tìm không ra, ủa có luôn hả? Đúng, tưởng là tìm không ra. Ai ngờ cũng tìm ra được 3 trường âm nhấn. Đó là chữ tâm, chữ nát, chữ hình. Hay ha. Tìm ra trường âm nhấn được bao nhiêu? Trường âm thường. Trường âm thông thường cũng có 3 nữa hả? Chi kim, chi meta, chi sukha tìm chưa ra. Cũng có 3. Vậy là 2 bùi cũng có 3 hết. Trường âm nhấn cũng có 3, mà trường âm thông thường cũng có 3. Như vậy câu này dễ ha. Như thứ nhất và câu thứ hai phân tích xong thì dòng đọc của chúng ta câu ba mà không có bà, có mấy bà ở đây thôi chứ không có má. Nhất và câu thứ nhì, sau khi phân tích xong thì dòng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha. Giá sơ cà tần hà táo quê giá sa trà lý nì quý sắc tí ca tần hà nát tí cú hình chi nề tá huệ giá sa trà lý nì quý sắc tí ca tần hà nát tí cú hình chi nề tá huệ. Rồi như vậy có một, có hai, có gì rắc rối không, có gì thắc mắc không, không có ý kiến hay còi gì hết hả? Không có thì tiếp tục. Tiếp tục câu số 3. Tăng bút tham anh ta gồ cha rằng. Tăng bút tham anh ta gồ cha rằng. Tăng bút tham anh ta gồ cha rằng. Câu số 3. Câu số 3. Câu số 3 này. Chúng ta câu số 4. Abadang là câu số 4, câu số 3. Câu số 3 nó khác chứ. Câu số 3 là trên câu Abadang. Sĩ Hiền Hòa ơi, như vậy là hung dữ rồi, chứ đâu có Hiền Hòa. Câu chạy qua câu số 4 là đối độ hình luôn. Đó, đúng rồi, hắn đó. Này, Thamanan Tago cha rằng Tăng Bút Thamanan Tago cha rằng. Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Sikim, Sukha, Sikmeta, nó có 3 loại trường âm. Ủa, Sik Nguyên Như nè, cũng bắt trước. Rồi, 3 loại trường âm. Trong 3 loại trường âm đó, bây giờ đi vô chi tiết coi có đúng hay không. Chứ nhiều khi chát ngay cuối cùng, tức là bắt chước người ở trên á, người ta hỏi chát sao, ai sao tôi vậy mà. Cái này cũng 2-3, tôi cũng 3 luôn ha. Rồi, trong 3 loại trường âm này, chúng ta đi vô chi tiết để coi trường âm thông thường có được mấy từ. Trường âm thông thường, thông thường. Trong thông thường có được 1 ha.
Trường âm thông thường có được một, đó là chữ gô, con bò ha. À, quý vị cứ nhớ chữ gô là con bò ha. Đấy. Mình cô tu nữ tùy duyên đi học trẻ. Trên đó trường âm thông thường một rồi. Bây giờ trường âm nhắn có được bao nhiêu? Trường âm nhắn có được bao nhiêu? À, quý vị nó có hai. Sư Châu Nguyễn có biết hay không mà chát lên hay là bắt chước người ta nữa. Chữ bút là một, chữ hai, chính xác ha. Hay quá ha, mới vô mà coi như nhìn cũng cũng chắc là xúc miệng rửa mặt rồi à, uống ly cà phê tỉnh á, cho nên mới chiến đấu vậy cho mấy bữa là lên là giọng nhè 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 rồi mất nấu gạo thành cơm mà. Rồi xong tìm ra trường âm nhắn rồi hả. Bây giờ còn một vài loại nữa, đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý vị cũng nói hai luôn hả. À, cũng nói có hai luôn hả. Đó chính là chữ tăng và chữ rằng. Ô hay quá ha. Ô như vậy thì cái câu này có đầy đủ ba loại trường âm. Nhưng mà Châu Nguyễn liên phân tích lại đi, chứ không người ta nói mình thấy chắc sao mình trước chắc lại như vậy copy à. Rồi xin Châu Nguyễn phân tích lại câu số 3 này. Alo alo. Rồi bà ta thấy cũng đẹp chứ ha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Sang Khai. Dạ con Châu Nguyễn xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ cô tu nữ tuệ duyên, con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Meta đã cho con biết tín hiệu. Dạ con cảm ơn cô Kim. Con cô tuệ duyên, con xin phân tích câu số 3. Tăng bút tha ma nàng ta gù cha rằng. Dạ trong câu này tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út là trường á là đoạn âm, má là đoạn âm, năng là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, gô là trường âm thông đoạn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và trong câu này trường âm đọc theo âm có hai chữ là chữ tăng và chữ răng. Trường âm nhấn là có hai chữ là chữ. Trường âm thông thường có một chữ. Dạ âm gồm có chữ thá, chữ ná, chữ tá và chữ chá. Dạ thưa con đã phân tích xong ạ. Con phân tích có sai, con giờ sư sửa giùm con. Dạ con kính nhân mít lại cho sư ạ. Sao mà thích như thấy hình sự quá hả? Người ta phân tích đúng như vậy, đen vô cù con người ta nữa. Trong khi sĩ Kim biết hốt một đống hoa ở chỗ đó không biết họ bán hoa chắc không mừng nghe ha. Còn như rồi sĩ Meta của tụi nữ tự duyên cũng tặng hoa, trời ơi sung sướng quá ha. Phân tích một câu mà chính xác quá, còn có những cái trái tim mà nó dữ. Ai sang thú sĩ Châu Nguyễn không có gì để mà nói, giỏi quá rồi. Như vậy là câu số 3 vô cùng hoan hỷ ha. Bây giờ đến câu số 4, câu hoan hỷ hay không? Câu số 4 là câu ấy mà sĩ Kiền Hòa chát lên. Bây giờ chát lại à, câu số 3 chưa xong mà là chắc câu số 4 à, chắc là Sĩ Thường Hòa chắc khoái câu này ha. Bậc không để dấu tích a ba đằng kề na ba đề na ne sa tha a ba đằng kề na ba đề na ne sa tha a ba đằng kề na ba đề na se ne sa tha. Câu số là câu chúng ta thấy có được bao nhiêu từ. Một câu có được bao nhiêu từ à, quý vị đếm lại quá vậy.
thích mê ta vậy mà ma thích mê ta già dạ, lú lẫn đếm cụ lẽ hơn là thích số khá vậy mà nó khi dễ người người lớn tuổi các bạn nghe à, thích như cũng à, câu này có tất cả một từ á à, là một bá là hai đăng là ba kê là bốn ná là năm bá là tây ná là tám nấc là chín xa là mười và thá là mười một hì hì ha à, hì hì à, rồi tất cả là mười một từ trong mười một từ này có được bao nhiêu loại âm có được bao nhiêu loại trường âm ba người bốn người này đều nói có ba loại trường âm có ba loại trường âm rồi bây giờ chúng ta đi vào chi tiết để coi những cái trường âm đó là những trường âm nào bao nhiêu trường âm thông bao nhiêu trường âm thông thường có hai hả hai trường âm thông thường đó là chữ kê và chữ đê à, chữ kê và chữ đê là hai trường âm thông thường bao nhiêu trường âm nhấn có một hả rồi một trường âm chính là chữ. Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm cũng một luôn à quý vị chắc là như một à, mời cô tu nữ Tuệ Duyên câu cuối cùng để coi cô tu nữ Tuệ Duyên làm chứng nè ha ngồi giờ kiểm nghiệm lại có chính xác hay không ngồi đó trợn mắt mà coi đem phân tích à cô tu nữ Tuệ Duyên ơi à biết rồi dục cái mấy cô cái rong mấy chị cầm mấy cô đem đưa tay khi dễ người ta vậy đó rồi xuống nè dạ sa thú dạ con kính tri ân ngài dạ con ngồi im á là lý do cái máy của con bữa nay á con không có bấm số 1, số 2 được nó dạ nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô sân kha giá con thành kính đảnh lễ đức phật giáo pháp và chư tăng con xin ngài dạ bây giờ con xin phân tích số câu số thì và dạ Châu Nguyễn hay là Hiền Hoa gì á bóp lên dùm câu pháp cú giờ chạy qua rồi tự nhiên kéo lại không được dạ thấy rồi cảm ơn Hiền Hòa à, con xin phân tích câu số 4 áp bắt đăng kê ná bắt đề ná nét sát thác á là đoạn phá là đoạn đăng là trường à, trường âm đọc theo nguyên âm kê là trường âm thông thường ná là đoạn âm pá là đoạn âm đê là trường âm thông thường ná là đoạn âm nét nhấn xá là đoạn âm và câu này có trường âm thông thường là chữ kê và đê đọc theo dòng nguyên âm đó chữ đăng và trường âm nhấn đó là chữ nét dạ con đã phân tích xong dạ con tính bữa nào mà con không có bóp lên được số 1, số 2 cái máy của con nó ba lơn dạ con xin lấy xin mít alo 123 123 hôm nay chắc là chợ bán hoa chỗ xí kim chắc hết hoa rồi à ai lên tặng một đống hoa luôn
chiếc nguyên này cũng bán hoa nhiều á, có loại không à, đó là hoa hồng, còn bên kia hoa tùm lum kìa ha, nhiều hơn. Bà giống bà trợn không á? Ai cô Kim mua sỉ mà. À, còn bên này mua lẻ hả? Bên mua lẻ là chọn một loại, còn mua sỉ tức là một vườn đóng. À, ba lên coi giống ba chợ không, cái này để xíu nữa, xíu nữa rồi cái khi thảo luận đó thì mới hỏi ba lên ba chợ rồi thêm cái gì nữa. À, ba du lư cái này để từ từ rồi học ha. Quý vị đã phân tích xong xuôi hết rồi, ai cũng phân tích giỏi, đúng, không có sai chỗ nào hết. Đó là một cái sự thành công do chính cái đôi chân của quý vị. Quý vị đã vươn lên, đã có được một chỗ đứng. Và bây giờ căn bản thì quý vị đã nắm hết rồi, còn gì để mà nói. Thôi bây giờ học. Bây giờ chúng ta đọc lại từ trên xuống dưới. Trước tiên là dòng kinh ha. Kinh là Sutta, kệ là Gatha. Thì có khi người ta gọi là kinh Pháp Cú, người ta gọi là kệ Pháp Cú. Vậy thì chúng ta làm luôn cả hai. Nhưng mà trước tiên là đọc theo dòng kinh ha. Yasacca Lini Visatika Tanha Nathika Hình ta về tầng bút tham nan ta vô cha rằng a ba đằng kề na ba đề na ne sa ya sa cha li ni li sa ti ta tần hà na thi cú hình chi nề ta về tầng bút tham nan ta vô cha rằng a ba đằng kề na ba đề na ne sa tha ya sa cha li sa ti ta tần hà nát thi kỷ nề ta về tầng bút tham nành ta vô cha rằng a bát đằng kề na bát đề na nê sa tha. Ai giải tỏa lưới tham, ai phật hết giác dẫn, cõi rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bỏ là sự minh phụ. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Rồi, ô, Shishuka xà thu. Nên là khi mà Shishuka đưa tay là bảo đảm là Shikim sẽ nhắc nhở cầm micro và alo, alo. Rồi mời Shishuka. Alo. Alo. Dạ, con cảm ơn cô. Mít ta không biết. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con xin phép đạo tràng con. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính nhìn lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Con kính nhìn lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh phố số 180. Yasacca nini visatika tanha natiku nin chine ta huệ tăng bút tham mát nặn ta gồ cha rằng abadang kề na ba đề na sa tha. Yasacca nini visatika tanku hin chine ta huệ tăng bút tham mát nặn ta gồ cha rằng a ba đằng kề na ba đề na ne sa tha. Yasacca hà na thi cu hiền chi nề ta huệ tăng bút tha ma lần ta gù cho rằng a ba đằng kề na ba đề na ne sa tha. Yasacca ni ni với Satika tần cu hiền chi nề tham ma nần ta gồ cha rằng a ba đằng kề na ba đề na nê sa tha. Ai giải tọa lưới tham, ái phượng hết sắc dẫn giới mênh mông, ai dùng chân theo dõi bậc không đích, đó là
bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong, dạ con kính xin sư sửa sai cho con ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, dạ con xin xuống mic ạ. Con kính chào sư trí đức, cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin đọc kinh Pháp Cú kệ 180. Cảm ơn cô Mít Trà, cảm ơn cô Tị Duyên đã cho tín hiệu rõ. Giác sát trà ly nì quý sát ti khà tần hà nát thi khun chi nề tao quề tần bút tham an à tần bút tần ta gồ cha rằng áp đằng khề phát đề na net sa ta giác sa cha li ni quy sắc ti kha tần hà nát thi khu hình chi ta quề tần bút tham an nằng ta gồ cha rằng áp phát đằng khề na phát đề na net sa ta giác sa cha li ni ti kha tằng hà nát thi khu hình chi nề ta quề tằng bút tha man ta gồ cha rằng a pha đằng khề na pha đề na net sa tha ai giải tỏ lưới tham ái phượt hết dẫn dắt Phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin trả máy lại, con có sai xin sư sửa. Con thấy cô Xú Khá đọc á, người Việt Nam mà sao đọc chữ N giống như chữ N á, con thấy cũng lạ. Mà khi mà cô giáo cũng dạy đánh dần đọc chữ N thành chữ N ha. Tại sao cứ dùng đó cái lưỡi đọc giống như người nói chữ, con cũng lạ, giống như người Mỹ nói tiếng Mỹ nghe sexy dễ sợ luôn vậy đó. Thôi con nhiều chuyện quá, thôi con trả máy lại. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Giá. Con kính lễ Trí Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà Bố Túi, con kính lễ cô tu nữ Tị Duyên, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu Pháp Cú 180. Giác Sa Trà Ly Nì Vi Sát Ti Ca Nát thi cú hình chi nề ta về tăng quốc tha ma nặng ta gồ cha rằng a ba đằng kề na ba đề na nét sa tha yat sa cha lin đề quý ca tăng hà na thi cú hình về tăng quốc tha ma nặng ta gồ cha rằng a ba đằng kề na ba đề na net sa tha yat sa cha li ni visatika tăng hà na thi cú hình chi nề ta quê tăng bút tha ma na bồ cha rằng a ba đằng kề na ba đề na net sa tha ai giải tỏa lưới tham ái phượt hết dắt dẫn Phật giới rộng mênh ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Đó là bản dịch của Hòa thượng Châu. Dạ con xin máy lại cho đạo tràng. Dạ con xin xuống. Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Và kính chào tất cả quý thí sinh đọc bài Kinh Pháp Cú.
số 180. Dạ, cảm ơn Châu Nguyệt. Yassa cha li ni vi satika tan ha na thi hình chi nề ta quê ta ta cô chắc áp bắt đăng kê na bắt đề na nét sa tí ra tha Yassa cha li ni vi satika tan ha na chánh quê tăng vô tham anh làm ta vô cha rằng áp bắt đằng kề ná bắt đề nát nét sát thật sa cha li ni vi sát ti ca tần hà ná thi cú hình chim quê tăng bút tha man nan ta go cha rằng phát đăng kê na phát nam nè sa tha ai dạ ấy toàn ái phượt hết dắt dẫn tới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không không để dấu tích này của hòa thượng Thích Minh Châu gia sa chị gia sa cha gia sa cha ni vi sa ti ca na na ku chin đăng tham man nam ta go cha rằng bát đăng kê na bát đề na né sa tha gia sa cha li ni vi sa ti ca tan ha ti ku hình chi ni bút tha man nam ta vô đằng kề na bát đề năm né sa tha ai giải tỏa lưới tham ai phượt hết dắt dẫn Phật giới rộng mênh mông ai dùng chân thiết bậc không để dấu tích dạ con đọc xong dạ. Bây giờ là tự nhiên xin xuống đất kính mời tiếp theo tại vì tự nhiên không thấy bằng tay Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ cô tu nữ tuệ duyên, con lễ chư tôn đức tăng bài ạ. Xin phép đọc câu pháp. Yastika tan chi ne ta we go đằng kề we go cha rằng áp pa đằng kề đề na Sattha yasaccha lini visattika tanha natthiku hinci ne thamanang ucharang apadang padena ne sattha ai giải tỏa lưới tham ai phượt hết dắt dẫn chân theo dõi để dấu tích đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong mà còn có đọc sai con nhờ sư sử giùm con. Dạ con kính dân bích lại cho đạo tràng ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha. Dạ Nam mô Trong Nam mô
Sankha, dạ lễ cô Tùy Duyên, dạ con kính chào đạo tràng, dạ con cảm ơn cô Tùy Duyên, cảm ơn Châu Nguyễn, dạ con xin trả bài câu 180, câu 180, dạ. Yasacca lini vatika tang hanat thi cu hiệt ta về tang buddha ma nang ta go cha apadang kapadena nasata yasacca lini visatika tang hanat thi cu hiệt chi nề ta về tang buddha tha ma nặng ta gồ cha rằng a pa đằng kề na pa đề na 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 ne sa tha ya sa cha li ni vi sa ti na thi ku hiền chi nề ta huệ bút tha ma nặng ta gồ cha rằng a pa đằng kề na ne sa tha con xin đọc tưởng thích Minh Châu tỏ lưới tham ái phượng lưới rộng mênh mông chân theo dõi không thể giấu bậc không để giấu ai xin ngại sửa nên tư xin nặng
Visata Kodeya Vaya Tăng Bụt Tha Ma Nan Ta Go Cha Răng A Ba Đăng Kê Na Ba Đê Na Nét Sa Tha. Ai giải tỏa lưới tham, ái hết dắt dẫn, Phật giới rộng minh. Dạ, con xin xong. Ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin trả máy lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, tạo tràng cho Nguyên Như thử một lần, con nghe cô Tự Duyên với lại cô Metta đọc hay quá, đi thôi, để con thử nha ngài. Yassa chalini visatika tanhanathi kuhin chineta we Tăng Bụt Tha Na Măng Ta Go Cha Răng A Ba Đăng Khe Na Ba Đê Na Nê Sa Tha Ya Sa Cha Li Ni Vi Sa Ti Ka Tăng Ha Na Thi Cô Hình Chi Nê Ta Quê Tăng Bụt Tha Na Ma Năng Ta Go Cha Răng A ba đăng khê na ba đê na nê sa tha Ya sa cha li ni vi sa ti ka Tan ha na thi ku hình chi nê ta quê Tăng Bụt Tha Ma Năng Ta Go Cha Răng A đăng khê na ba đê na nê sa tha Ai giải tỏa lưới tham, ái phược hết dắt dẫn, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con kính lệnh đại sư Trí Đức, con kính lệnh cô Tự Duyên và con kính chào đạo tràng. Cảm ơn cô Tự Duyên và cảm ơn cô Nguyễn. Con cũng còn bệnh nhưng mà ráng kể thử nghe như thế nào. Dạ. Chánh sa cha li ni vi sa ti ka tăng ha nan ti ko hinh chi ne ta we tăng Bụt Tha Ma Năng ta go cha răng a ba đăng kê na ba đê na na sa tha Yan sa cha li ni vi sa ti ka tăng ha na ti ku hinh chi ne ta we tăng Bụt Tha Ma Năng ta go cha răng a pa đăng kê na ba đê na na sa tha Chassa chalini visatika tang hanati kuhi hinchine tawe tang buddhamanang tago charang apadang kena padena natsatha Ai giải tỏa lưới tham Ái phược hết dắt dẫn, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không dễ để dấu tích. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, em từ đó để kể xong.
Bây giờ để niệm từ xem coi ai niệm từ mời Châu Nguyễn hoặc là niệm từ mời Phố Biển. Dạ, rồi xin đà để niệm từ nhân Vinh đưa mic cho Châu Nguyễn nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính lễ chư tôn đức tăng và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Tuệ Duyên đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép được kể ạ, nãy giờ cái sức nguyên như kể mà hay quá trời. Ừ. Sếp đừng có cười em nha, giọng em thấy ghê lắm. Con xin phép được kệ câu cấp cứu số 180 ạ. Yasa chalini visatika tanhanapi kuhinchine tawe tangbuthama nang tago charang apadangke nabade na nesatha yasa chalini visat tika tanhanathi kuhinchi ne tawe tang buddha mahanang tago charang apadangke nabade nanesatha yasa chalini visatika tanhanathi kuhinchi ne tawe tang buddha maha nang tago charang apadang kehi nabade nanesatha. Ai giải tỏa lưới tham, ai phược hết dắt dẫn, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con đã kể xong ạ, con xin phép được xuống mic. Phố Biển ơi, Phố Biển lên đọc kinh cũng được ha. Phố Biển vô trễ. Dạ con kính dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Alo, 123, 123, quý vị còn nghe không? Dạ nghe rõ hả? Mơ màng, nay cô Tự Duyên qua giọng kể mới thấy được những cái giọng quanh vàng ha. Trước kia hơi rung nè, công nhận bài khó nhưng mà quý vị nghĩ là kể được như vậy là quá tuyệt vời. Chính cá nhân của chúng tôi nhiều khi còn chặt nhịp nữa, nhưng mà âm giọng của quý vị rất là hay. Rồi bây giờ ôn lại để chúng ta đi vào cái duyên sự ngày hôm nay ha. Yasacca lini visakika tanha napti puhin chine tawe tang buddha manan tago charang amadang ke napade nasaha. Yasacca lini visattika tanha napti kuhin cine tawe tang buddha manan tago charang apadang ke napade nanesatha. Đó là giọng kinh.
Hay qua giọng kể ha. Chắc là đọc vô quý vị quá. Ya sa cha li ni vi san ti ca tan ha na ti pu hin chi ne ta we tam bút tham an ta go cha lang a ba đăng ke na ba de na ne sa tha ya sa cha li ni vi san ti ca tan ha na ti pu hin chi ne ta we tấm bồ tham ma nan ta go cha đăng a ba đăng ke na ba đê na ni sa tha ya sa cha li ni vi san thi ca tan ha na thi phu hình chi ne ta huệ tấm bồ tham ma nan ta go cha đăng a ba đăng ke na ba đê na ni sa tha ai giải tỏa lưỡi tham ai Phật hết giác dẫn Phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích đó là lời dịch của ngài Lục Hòa Thượng Minh Châu. Wow, bộ đọc về là hay lắm hay sao mà coi như là tặng hoa. Trời đất ơi, nên là gồng mình mới đọc được như vậy đó, không phải là cái dòng ngọt quanh vàng như quý vị đâu. Nghĩa là nếu mà mới cái dòng đọc mình này mà xích phố biển mình lên đọc đó, là đạo tràng sẽ bông hoa nhiều hơn nữa. Nhưng mà giấu nghề, học nghề nữa quý vị, nhưng mà giấu. Thôi bây giờ chúng ta đi vào chương sự ha. Câu Phật ngôn 179 và 180 hả? Làm sao? Phu biển muôn lần hả? Hay là Thích Nguyên Như coi như đưa tay thuộc lát à? Thích phu biển nghĩ gì sao? Nghe duyên sự sao hả? Rồi nghe phu đọc trước ha. Quý vị đồng ý không? Rồi bây giờ đưa lên bài học nữa chứ. Chứ không thấy đường là nó lên được. Nó đọc không được, không có bài. Bây giờ có bài nè, phố biển lên đọc được không? Có hai giọng, một giọng kinh, một giọng kệ. À, muốn đọc theo giọng nào? À, thôi đọc theo giọng Quy Nhơn đi, à, Bình Định đi. Rồi, đọc theo giọng Bình Định ha. Rồi, lên, 1, 2, 3. Vỗ tay bà con. Con bậc ông đức, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tăng, con cô tôn đức cha đầu tràng, chào chị gái Nguyên Như và chào tất cả mọi người. Dạ, con đọc dần kinh, con không kể. Giá thì cả thế quật rằng a ba đằng kề na ba đề na nét sa thác giá sa trà lý nề quý sát tí cà tằng hà nát thí cứu hình chí nề tá huệ tằng bút tha ma nằng ta gồ cha rằng a ba đằng kề na ba đề na nét sa tha yat sa cha lý nề quý sát tê cà tằng hà nát thí cú hình chí nề ta huệ tằng bút tha ma nằng ta gồ cha rằng a ba đằng kề na ba đề na nét sa tha ai giải tỏ lưới tham ái phượt hết giác dẫn bậc giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc.
bài xong không biết là alo alo sư cô Biển à, hình như viết sai một từ, chỉ cha lý ni ha, cha lý ni à, nhưng mà chắc ai sư cô Biển viết là cha lý nề à, có phải vậy không ạ? Thế những lần đọc thì chỉ cha lý ni nhưng mà nghe giống như cha lý nề. À, quý vị trong đại tràng có nghe như không ạ? Nếu mà cha lý nê thì nên chỉnh sửa lại ha. Cha lý ni câu đầu tiên á. Rồi à, xà tu xà tu, dù khó khăn chúng ta không có vượt qua trở ngại. Rồi bây giờ câu Phật ngôn 179-180 nói lên cái duyên sự như thế nào. Khi mà Đức Phật à, ngài chứng ngộ đạo quả dưới cội cây Bồ Đề thì ngài đề cập đến ba nàng ma nữ, con gái của ma vương. À, ở trong kinh thành Khu Lú có một vị bà la môn tên là Magandhija. Ông có một người rất xinh đẹp cũng có tên giống cha, tức là Magandhija, với một cái sắc đẹp kiêu sa lộng lẫy. À, rất là nhiều vương tôn công tử à, đã đến cầu hôn, nhưng mà ông bà la môn Magandhija khước từ tất cả và nói rằng à, các ngươi không xứng đáng với nhan sắc xinh đẹp của con gái của ta. Rồi một hôm, theo phong tục của bà la môn, ông Magandhija đi đến nhà thờ thần nữ của mình. Bây giờ theo thông lệ của chư Phật thì vào khi mà trời sáng, Đức Phật với tuệ quán à, nhìn về thế gian thì thấy hình ảnh của ông bà la môn Magandhija trong Phật trí, và ngài quán xét do cái nhân nào và thấy được duyên lành chứng đắc quả vị A La Hán của hai vợ chồng ông Magandhija. Khi trời sáng thì Đức Phật mà nghĩa là mặc ý tới cầm bát ngự đến cái nhà thờ thần nữa để tế độ cho vợ chồng ông bà la môn Magandhija. Bây giờ ông bà la môn Magandhija vừa đến nhà thờ thần nữa, nhìn thấy Đức Phật à, rất là trang nghiêm xinh đẹp với 32 tướng của đại nhân, ông khởi lên sự suy nghĩ: trong thế gian này ta chưa từng thấy ai có một cái sắc diện thanh tú xinh đẹp như cái vị sa môn này. Vị này quả thật xứng đáng với sắc đẹp kiều diễm của con gái ta. Vậy thì ta hãy gả con gái của ta cho cái vị này. Và thế là ông Magandhija đi đến Đức Phật nói rằng: thưa ông sa môn xinh đẹp, tôi có một đứa con gái tên là Magandhija. Nó rất là tuyệt vời, rất là xứng đáng làm vợ của ngài. Tôi sẽ gả nó cho ngài để nó được phụng sự ngài. Ngài hãy đợi tôi ở đây, tôi sẽ dẫn nó đến nơi này ngài. Nghe nói như vậy, Đức Phật không tán thán cũng không ngăn cản. Ông Magandhija trở về nhà nói với vợ: này bà la môn, này bà ơi, à, tôi trông thấy người rất xứng đáng với con gái của mình. Chúng ta sẽ gặp, sẽ gả Magandhija cho cái người thanh niên đó. Vợ chồng bà la môn Magandhija à, mới nói rằng: Magandhija, hãy trang điểm cho thật là diễm lệ, rồi cùng nhau đi đến nơi ngự của bậc đạo sư. À, khi đó thì đại chúng hiếu kỳ cũng rủ nhau đến xem người mà ông Magandhija vừa tán tụng. Bây giờ Đức Phật không đứng ở tại nơi đó,
Ngài để lại cái dấu chân để tế độ cho hai ông bà Bà La Môn, rồi đi đến một nơi gần đó không xa mấy. Và tin truyền rằng dấu chân của chư Phật chỉ xuất hiện nơi mà Ngài chú nguyện rằng: nơi này hãy nhìn thấy dấu chân của Như Lai, tại nơi này mà thôi. Rồi Ngài đạp xuống để lưu lại dấu chân. Ngoài ra thì không hề lưu lại cái gì hết. Hai vợ chồng Magadhyaya đi đến trông thấy bậc đạo sư. Người vợ mới hỏi chồng rằng: à, này ông, cái người đó đâu rồi? Tôi có dặn ông ta đứng ở đây chờ mà. Bà La Môn Magadhyaya nhìn quanh quất chợt trông thấy cái dấu chân của Đức Phật lưu lại, nên nói rằng: này, cái dấu chân của y nè, y đã để lại dấu chân cho chúng ta thấy nữa nè. Và Magadhyaya là một người tướng số rất là giỏi, quan sát cái dấu chân của Đức Phật, nói với chồng: ông ơi, cái việc mà ông định gả Magadhyaya cho cái người này không được đâu, vì đây là dấu chân của người không còn thọ hưởng ngũ dục. Này bà hiểu biết về cái khoa chiêm tướng của bà, ví như con cá nó lội ở trong cái lu nước mà thôi. Chính tôi đã nói với cái ông đó rằng tôi sẽ đem con gái của mình gả đến cho bà, và ông ta đã im lặng nhận lời rồi mà. Thưa ông, tuy ông có nói như vậy, nhưng đây chính là dấu chân của người đã đoạn lìa phiền não rồi. Bà nói lên câu kệ: người ái dục với nhiều phiền não thì cái dấu chân nó lõm vào giữa. Người mà nhiều sân hận thì cái dấu chân nó nặng về gót. Người mà tham ái thì cái dấu chân thiên nặng về đầu cái ngón chân. Người mà có bàn chân bằng phẳng như thế này là người đã chấm dứt phiền não rồi. Thôi đi bà ơi, bà chớ có hồn ào như vậy. Chúng ta sẽ tìm thấy cái vị sa môn xinh đẹp kia thôi. Hai vợ chồng Bà La Môn Gandhiya đi tìm và thấy bậc sư cũng điều trí cho người vợ: này bà, đây là chính cái vị sa môn mà tôi đã nói đó. Ông đi đến định lễ Đức Phật và thưa rằng: thưa vị đại sa môn, tôi sẽ gả con gái của chúng tôi cho ngài. Đây là con gái của tôi này, nó có tên là Magadhyaya. Khi đó Đức Phật ngài không nói rằng Như Lai đâu có cần đến con gái của ngươi đâu, nhưng mà ngài là phán dạy ông Bà La Môn: này ông Bà La Môn, Như Lai sẽ nói với ông điều như thế này, ông có chịu nghe không? Dạ vâng, thưa ông đại sa môn. Đức Phật mới thuật là câu chuyện từ khi ngài rời vào cung Cáp Phi Lão Quách Thu đi tìm cái đạo giải thoát, cho đến khi mà ngài thắng phục được ma nữ. Tóm tắt cái câu chuyện như thế này: Đức Đại Bồ Tát từ bỏ vương vị lên ngựa Canh Thạc Cá, có người hầu cận trung tín là Chanh Na làm bạn đồng hành. Ngài ra đi xuất gia tìm đạo giải thoát khổ. Bây giờ thì Ma Vương đứng tại cổng của hoàng thành khuyến dụ hoàng tử rằng: này Siddhartha, ngươi hãy quay trở lại. Kể từ hôm nay trở đi 7 ngày nữa, ngươi sẽ là một vị vua chuyển luân vương. Những bảo vật của đức vua chuyển luân như là thiên luân báo nè, rồi tượng báo, mã báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo và tướng quân báo sẽ xuất hiện cho ngươi một cách đầy đủ. Này Ma Vương, ta biết rõ sẽ có những cái báo vật đó, nhưng mà ta có cần gì những báo vật đó đâu, ta cần là sự giải thoát mà thôi. Nếu như vậy ngươi đi xuất gia như thế có lợi ích gì cho ngươi? Ta xuất gia để trở thành một vị toàn giác vô thượng nhằm cứu vớt chúng sanh khỏi khổ. Ồ, nếu như vậy thì kể từ hôm nay ta sẽ theo dõi ngươi,
Nếu mà người khởi lên cái tâm mà tầm cầu một trong ba cái loại tầm cầu như là dục tầm, sân tầm, hại tầm, thì ta sẽ có cách đối phó với người ngài. Và kể từ hôm đó, Ma Vương luôn luôn theo dõi tâm của Đức Bồ Tát để tìm sơ hở của ngài, không bắt lỗi Đức Bồ Tát. Và trọn cả 6 năm dài như vậy, khi không thể tìm được cái lỗi lầm dù chỉ là một chút ít, sau 6 năm tinh cần khổ hạnh, ngài đã ép sát quá mức trong cái sự khổ hạnh, nhưng mà không thể chứng đạt được đạo quả giải thoát. Và thế rồi, nhân nghe được tiếng thiên cầm 3 giây, căng quá thì dây đàn nó sẽ đứt, trùng quá thì âm thanh không thể du dương đúng điệu. Thì ngài đã từ bỏ hai cực đoan là khổ hạnh và lợi giới để thực hành theo con đường trung đạo. Và dưới cội cái Bồ Đề, sau khi chiến thắng Ma Vương cùng với binh ma tướng quỷ trong cái đêm rằm Quê Sắc, ngài đã chứng đạt vô thường chánh đẳng chánh giác, ngồi dưới cội cái Bồ Đề hưởng cái hạnh phúc của sự giải thoát. Rồi vào tuần lễ thứ năm, ngài ngự đến cội cây Achapa Laniro. Và khi đó Ma Vương cũng đang sầu khổ ngồi ven đường, Đạo Phật lên 16 bậc để so sánh sự thua kém của mình với Đức Đại Gia. Ma Vương suy nghĩ, bấy lâu nay ta hằng theo dõi Siddhartha để tìm cái lỗi của y, nhưng mà không tìm được lỗi lầm nào hết. Bây giờ thì đã thoát ra khỏi cái quyền lực của ta rồi. Bây giờ ba nàng thiên nữ con gái của Ma Vương thấy vắng cha, các cô đi tìm gặp Ma Vương. Vương phụ của ta đang ở nơi nào nhỉ? Và thấy rằng cha của mình đang ngồi trên trận đường, đi đến hỏi rằng: thưa cha, vì sao mà cha lại buồn rầu sầu khổ như thế? Ma Vương mới thuật lại câu chuyện cho ba nàng thiên nữ nghe. Các nàng mới nói với Ma Vương rằng: thưa cha, cha chớ nên buồn rầu, chúng con sẽ làm cho Siddhartha ở trong quyền lực của chúng con, rồi sẽ dẫn về cho cha. Này các con, không một ai trong thế gian này có thể làm cho vị đó rơi vào quyền lực của chúng ta được đâu. Thưa cha, chúng con là nữ nhân, chúng con sẽ quyến rũ y rơi vào cạm bẫy của ái dục luyến ái, rồi chúng con sẽ dẫn y về cho cha. Xin cha đừng có bận lòng. Khi mà cha có được các đứa con đầy quyền lực như thế này, và ba nàng thiên nữ ấy có tên là Tanha, Arati và Raga. Sau khi từ giả Ma Vương, ba nàng đi đến cội cây Achala Niro Thác để lễ Đức Phật và thưa rằng: kính bậc bậc đại sĩ, chúng em sẽ phục vụ ngài. Đức Phật lặng yên nhắm mắt, ngài chẳng màng đoán hoài gì đến các thiên nữ ma đó. Các ma nữ mới suy nghĩ: nam nhân thường có sự ưa thích sai biệt, một số ái luyến những nữ nhân mới lớn, một số thì thương yêu những quá phụ mong trung niên, còn số khác thì ưa chuộng những xương phụ lớn tuổi. Thế thì chúng ta sẽ quyến rũ y bằng nhiều cái hình tướng của nữ nhân, bằng nhiều cách khêu gợi dục cảm nơi y. Và ba nàng thiên nữ ấy đã hóa thành hàng ngàn cách, từ những thiếu nữ còn xuống những số phụ một con, hai con, cho đến hàng tuổi trung niên, đi đến ít gián Đức Thế Tôn và thưa rằng: kính thưa bậc đại sĩ, chúng em đến phục vụ cho ngài đây. Và cả 6 lần như thế, nhưng mà Đức Phật chẳng có màng đến lời của ba thiên nữ này. Tâm của ngài đang hướng đến pháp tận diệt mọi phiền não về ái một cách vi tế. Rồi ngài phán với các ma nữ rằng:
các người hãy đi đi. Các người tìm được cái lợi ích gì mà cố gắng làm như thế? Việc làm của các người chỉ có thể quyến rũ được những người còn ái dục mà thôi. Như Lai đã tận diệt mọi tham ái phiền não rồi, các người mong Như Lai rơi vào quyền lực của các người do cái nguyên nhân nào? Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 179-180: Ya sa cha li ni vi sa ti ca tan ha na ti pu hin chi ne ta we tan bu tha ma an ta go cha rằng a pa đằng kề na ba đề na ne sa tha. Đây là câu Phật ngôn 180. Ai giải tỏa lưới tham, ai vượt hết dắt dẫn Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi Bậc không để dấu tích. Và khi hai câu Phật ngôn này chấm dứt thì rất nhiều vị chư thiên giác ngộ pháp nhãn, ba nàng thiên nữ này hố than biến mất tại chỗ. Và sau khi thuyết lên pháp thoại, Đức Phật mới phán dạy ông Bà La Môn Markandeya là sự thỏa thích ở trong dâm pháp không hề có, cho dù đó là nàng Tân Ha, nàng Arati, nàng Raga. Còn cái sắc thân của người chứa đựng đầy phân và nước tiểu thì làm thế nào ta có thể thỏa thích ở trong mấy dâm pháp đó được? Thậm chí chân của ta còn chẳng hề muốn đụng vào cái thân của ba cái nàng thiên nữ này. Và khi chấm dứt câu Phật ngôn này thì ông bà Markandeya chứng đắc đạo quả A-la-hán. Trong duyên sự của hai câu Phật ngôn này, chúng ta thấy rằng vào thất thứ năm, Đức Phật Đà đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc đa, bỗng nhiên ma nữ ba nàng đến quyết bắt ngài về nạp mạng cha. Không ngờ ái dục Phật trừ rồi, nữ sắc đâu còn sức cuốn lôi. Ma quái chỉ toàn là ảo ảnh, đàn bà cũng xác chứa tanh hôi. Nghe pháp vòng đắc bất lai, nhưng cô gái đẹp bị chê bai, tức mình từ đó sanh thù hận. Sau gặp dịp thuê kẻ mắng ngài. Câu Phật ngôn 179-180. Chúng tôi cũng đã trình bày xong duyên sự. Và bây giờ là các phần chúng ta sẽ thảo luận. Trong sự thảo luận này, trước tiên xin mời bàn tay của quý vị. Quý vị nêu lên những cái ý kiến của mình khi nghe câu Phật ngôn 179-180, và có thể nói lên tư tưởng của mình có đồng thuận với câu Phật ngôn này, hay là thấy có những cái gì mà nó rắc rối. Ông Phật 2500 về trước nói những cái chuyện mà có nghe có nghĩa là vu vơ huyền thoại. Còn bây giờ tư tưởng của chúng ta tiến bộ hơn, thì sự suy nghĩ của quý vị như thế nào đối với câu Phật ngôn này? Alo, hay là quý vị cho rằng xưa như trái đất cũ rích, bây giờ hiện đại hơn, hay hơn, thì quý vị hãy nói những cái khác biệt đó. Hoặc là quý vị đồng tình thì ý kiến của quý vị sao? Tôi tự nhiên nghe nói bỏ chạy mất tiêu rồi. Bởi vì trong này á cũng nói lên cái lưới tham, chữ visatika, chữ tanha, một bên tham một bên ái, nói lên cái sự tham ấy. Mà chính cái sự tham ái đó mà cô phụ nữ tự nhiên đi xuất gia, lý do quý vị cũng biết rồi ha. Bởi vì chính cô tu nữ tự nhiên cũng tự khai trước đạo tràng, chồng chết buồn quá đi tu. Có phải như vậy không? Vậy cũng là tham ái gì nữa. Rồi nên bây giờ trước tiên là hỏi cô tu nữ tự nhiên cái chuyện đó với cái câu Phật ngôn này có đúng cái ý của mình hay không? Qua cái duyên sự đó có giống không?
Nè, chụp micro ha, 1, 2, 3, cô tôi nói chuyện riêng. Dạ, sa thú lành thay, dạ con kính tri ân Ngài. Dạ, một lần nữa con thành đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã cho biết nghe rõ. Dạ, bạch Ngài, hôm nay thật ra thì cái tâm con nó không có được như mỗi bữa, tại vì chỉ còn có 15 phút nữa. Nhưng mà con cố gắng để duy trì 15 phút con ngồi trên máy rồi tạm biệt. Bây giờ chủ yếu thì con lên đây để nói vài lời tạm biệt với đạo tràng. Con phải đi, hôm nay con đi chùa Bửu Thắng. Thì có một người hồi trước giờ cũng quen rồi, xong gia đình người này cũng mời con quen biết từ hồi con ở Bửu Thắng. Cho nên là con còn khoảng mười mấy phút nữa thì con phải lên đường rồi. Cho nên là câu Phật ngôn này thì rất tiếc là hôm nay con không có còn bao nhiêu phút nữa thì con phải chia tay với Rum. Thì chắc có lẽ là trong Rum còn lại thì chỉ có còn Xích Kim. Dạ, con thấy có chị Xích Kim ở trên Room, cho nên là những cái liếng ái thì chắc có lẽ thì ai cũng còn hết, hoặc nhiều, và giảm bớt, hoặc là không giảm bớt thôi. Chứ còn nói mà tuyệt đối thì chắc chưa có ai tuyệt đối được, là vì ngày xưa con chỉ có cái là chỉ biết con buồn thôi, con không biết là cái từ ái hay cái từ lý nó là cái gì, con không hiểu. Tại vì người đời thường thường buồn khổ thì mới tới chùa, còn bình thường vui vẻ thì đi tới những cái chỗ đờn ca múa hát rồi nhảy múa rồi trang điểm rồi mặc đồ cho đẹp để đi lễ, đi đăng xin, đi nhảy đầm được. Chứ còn mình nói tới mà đi vô chùa không ai đi hết, con bảo đảm là chị con có một đứa em, bởi vì cho nên là nói chị em nhưng mà không có đứa nào giống đứa nào hết, chỉ có được người em thứ 8 với lại con thôi, con tới 7 chị em, nhưng mà mỗi đứa một cái nghiệp riêng. Vậy mà lúc con vui vậy mà lúc con vui mới đi chùa chắc chắn à con vui à con phô biển hôm nay con phô biển thật ra nãy giờ là phô biển á. Hôm nay thì cô không có nói được nhiều cho nên là bây giờ thôi cô có phố biển trước máy. Hồi nãy cô không có nghe phố biển kệ, nhưng bây giờ phố biển nói là phố biển kệ không được thì phố biển cầm mic để chia sẻ cái câu Phật ngôn này. Tại vì bây giờ là tự nhiên phải chia tay với đạo tràng rồi và tự nhiên vắng mặt trước máy. Nguyên Như nữa. Kính chúc đạo tràng luôn luôn có được cái thân tâm thường lạc để mà đến với đạo tràng sinh hoạt hàng ngày và không biết chia sẻ thì cái gì mình cứ suy nghĩ theo cái tâm của mình, cũng như ngài mới nói đó, ngài mới nói là những cái mình ở ngoài đời cũng chẳng hạn như là cô Tự Duyên, khi mà cô Tự Duyên vô chùa là lúc đó là vì ông bạn mất cho nên là Tự Duyên buồn mới tìm đến chùa chứ còn nếu mà bình thường mà nếu mà
Nè, tự nhiên còn dễ chi mà tự nhiên vô chùa đâu, đi chơi cũng sướng ha. Đi chơi rồi chiều chiều đi thôi nói ra mất công thân. Ngày ngày vũ nhưng mà ngày vũ không được đâu, bữa nay là tự nhiên xuống máy là tự nhiên đi liền. Thôi cái kia thì nhìn lại. Ồ, mới thấy Minh Tâm xuất hiện. Kính chào Minh Tâm. Minh Tâm hôm nay có khỏe không mà giờ này mới đến với đạo tràng? Minh Tâm bây giờ là Minh Tâm phải lên đọc bài. Bây giờ là tự nhiên không không nói nữa. Thôi bây giờ tự nhiên mời Minh Tâm lên đọc bài nha, rồi chia sẻ, rồi muốn kể kể thử, còn không kể thì chia sẻ. Rồi tự nhiên Minh Tâm nha. Yeah, sa thú và trên hết con kính lãnh lễ và vấn an sức khỏe sư trí đức, và kính chào cô tu nữ tệ duyên, và kính chào quý phật tử, và cảm ơn nguyên như và cô tệ duyên cho biết tín hiệu. Lâu quá không gặp nguyên như, nguyên như có khỏe không? Năm nay nguyên như có đi Florida vacation không? Chào Châu Nguyễn. Trước hết con xin phép đọc câu pháp cú 180. Yasacca li ni visatika tanhanatiku hinci de ta we tăng bút tham năng ta go cha rằng apa đằng kề na ba đề na se na nes sa tha. Ai giải tỏa lưới tham, ái phược hết dắt dẫn Phật giới rộng mênh mông. Ai dừng, ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Châu Nguyễn bót ra cái chữ nó nhỏ, chắc nó cũng nhỏ con giống Châu Nguyễn luôn. Dạ, con mới vô nghe cô Tệ Duyên kêu. Dạ, thì không là chia sẻ, mình cũng chia sẻ để cho Rung có đề tài ha. Dạ, có người nói. Dạ. À, thì quý vị biết nó có một cái câu chuyện Minh Tâm đọc được ở trên Facebook, và thấy nó cũng hay hay. Dạ. Về cái chuyện là một cái ông tu, ông hành thiền ở trong rừng, rồi sau đó ông phát hiện ra là gốc cây nó có vàng, nó có chôn vàng dưới gốc cây. Thì ông quán rồi ông chạy ra thì cái ông, hai ông khác gặp ổng, hỏi sao chạy dữ vậy. Ông nói ổng gặp vàng, nhưng mà ổng nói ông sợ vàng ăn thịt cho nên ông quán rồi ông chạy. Hai ông kia nói vàng là sao ăn thịt được nha. Thì đại khái này nỉ cuối cùng ổng chỉ hai ông kia cái chỗ cái cây mà có chôn vàng dưới. Thì hai ông này đi đến đó thấy đúng là có vàng ở dưới nhà. Thì mấy ông mới bàn với nhau là bây giờ tối rồi mới tìm cách khiêng vàng đem ra, hay đi ban ngày sẽ giật. Mà bây giờ đói bụng mới kêu một ông đi kiếm đồ ăn đi, rồi ông này ở đây giữ cái chỗ đó. Thì cái ông mà đi kiếm đồ ăn thì ông nghĩ rằng coi như mình phải giết ông này đặng mình lấy hết số vàng đó. Do vậy thì ông mới bỏ đồ ăn, bỏ thuốc độc vô trong đồ ăn. Ông ăn phần của ông rồi, ông bỏ thuốc độc vô phần kia, ông đi ngược trở về. Thì cái ông ở đây ông nghĩ, ông nói nếu bây giờ mà mình không giết ông kia đó thì mình đâu có lấy trọn số vàng này, cho nên ông nói giờ mình phải rình ở đâu đó đặng mà mình ông này ông đem đồ ăn về phải đập ông, giết ông nên mình lấy, giết ông nên mình lấy.
thì cái ông kia ông đi về nha, thì cái ông này ông núp, ông núp trên cái con đường đó, thì ông đập cái ông kia, do ông kia không có biết cho nên bị ông đập, ông kia chết. Thì chết xong rồi ông mới vui cười, ông mới hả hơi, ông lấy đồ ăn, ông lấy đồ ăn rồi ông ăn chờ tới tối, tối mới khiêng đồ ra được. Thì khi mà ông ăn vô một chút thì ông thấy ông đau bụng, ông trúng độc, thấy là ông chết. Thì coi như vàng nó vẫn nằm yên ở dưới đó, tức là vàng nó vẫn ở dưới đó, mà do diễn biến tâm lý, diễn biến tâm lý mà hai người giết lẫn nhau. Thì thấy rằng trong cái cuộc sống của chúng ta thì nhiều khi cái tâm lý nó quan trọng lắm. Cái này là chưa ai lấy cục vàng nữa hết trơn, mà cũng chưa ai xài được cục vàng nữa hết trơn, mà tự giết lẫn nhau. Thì vàng thì nó vẫn nằm yên ở dưới đó. Thì cái trong cái cuộc sống của chúng ta thì mình thấy rằng có cái vấn đề là cái tham ái nha, cái tham ái nó làm cho con người của chúng ta rất là khổ nha, rất là khổ, thì là khổ lắm. Rồi nó cũng có một cái câu chuyện nha, cũng cũng hay hay nha, kể kể chuyện quý vị nghe nha. Cũng hay hay là cái có ông đó, ông họa sĩ, ông vẽ rất là giỏi, vẽ giỏi lắm. Thì ông vẽ hết tranh ảnh núi rừng nó vẽ hết rồi, ông suy nghĩ cũng thấy rằng coi như là phải vẽ một cái người nào đó cho nó thánh thiện, cho nó giống như bậc thánh vậy đó, mà làm sao tìm bậc thánh đây. Thì cuối cùng ông gặp được một cái vị cao tăng, ngồi coi như là có vẻ nhìn giống như là một vị thánh, một vị gọi là thoát thoát tục. Tới ông tới ông năn nỉ cái vị tăng này cho ông vẽ. Thì cuối cùng ông tăng này cũng đồng ý. Thì ông vẽ, và ông này vẽ rất là giỏi. Thì ông vẽ nhìn rất là thoát tục, nhìn cái hình một vị tăng ngồi giống như là một vị Phật kia đó, rất là thoát tục. Thì ông được rất là nhiều tiền, bức tranh nó đẹp, ông được nhiều tiền và ông vẽ nhiều bức tranh vậy. Thì ông mới mang nhiều tiền đến để ông hậu tạ cái vị cao tăng đó, đến hậu tạ vị cao tăng đó. Rồi thì ông cũng giàu mà vị cao tăng nó cũng khá. Rồi sau đó cái ông suy nghĩ nó là bây giờ ông phải vẽ cái cảnh mà người ta sống ở địa ngục hay gì. Có như thế có cái sự thanh thoát, cái sự ung dung thì cũng phải có sự đau khổ chứ. Thì giờ ông đi tìm để vẽ cho ra một cái con người mà gọi là đau khổ cùng cực và như là địa ngục. Thì cuối cùng thì ông nghĩ là chỉ có vô tù thôi, kiếm mấy cái ông tù thì mới 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 sống trong địa ngục, bởi vì thì tù nó giống như địa ngục trần gian vậy đó. Thì cuối cùng thì ông cũng lại tìm được một cái ông mà nhìn có lẽ cũng giống như là địa ngục vậy đó. Thì khi mà ông vô trong tù cũng gặp cái ông này đó, thì ông này ông mới la lên, ông nói sao mà tôi trốn ở đâu tôi cũng bị ông tìm đến, ông xin vẽ chứ vậy. Thì ông này ông nói tôi có gặp ông bao giờ đâu mà tìm đến xin vẽ. Ông nói tôi là cái ông mà cao tăng lúc trước ông vẽ, tôi vô trong này thì ông cũng đi theo vô nữa. Ông hỏi sao sao kỳ vậy. Ông kia ông nói thì ngày xưa ông đưa tôi nhiều tiền quá đi, cho nên bắt đầu là tôi không có tu hành nữa, là tôi hưởng nhiều tiền thì phải hưởng chứ, quý vị có tiền thì ông hưởng, có tiền làm gì. Ông hưởng đã rồi tới dựng hết tiền thì nó thành cái thói quen, hưởng quen rồi bây giờ không hưởng không được, thế là ông phải đi trộm cắp mà cướp giật, rồi cuối cùng ông bị vô tù. Thì ông vô tù thì cái ông nội này lại cũng vô tù tìm ông nữa, thành thế ông nói tôi trốn rồi tôi vô đây tôi cũng không gặp ông nữa. Rồi xong rồi thì cái ông vẽ tranh đó, ông nói sao đời khổ quá, ông bẻ cây bút luôn, ông nói ông không có vẽ nữa. Ông nghỉ vẽ luôn. Thì đây là để chúng ta thấy cái vấn đề cái lòng tham ái nó sẽ dẫn chúng ta đi địa ngục quý vị. Dù rằng một cao tăng đang sống trong cảnh của chư thiên, nhưng mà vì tham ái sẽ dẫn đi ngược xuống địa ngục của trần gian, tức là vô tù đó. Thì đó là hai cái câu chuyện mình tâm thấy nó cũng hay, bên chất về đạo chút xíu thì cũng kể cho quý vị nghe. Thôi.
cũng sốc rồi, dạ minh tâm cũng xin phép lao xuống, dạ mới vào đêm mua không có biết cái duyên sự trong 80 là cái gì, dạ nếu minh tâm nói quý vị không đúng thì mong quý vị tự viên sợ bỏ qua, dạ à, xin trọng với cho đạo tràng, nam mô Bố Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sân Kha, dạ. À, con xin kính chào sư Chí Đức. À, bữa nay có sư Pháp Thanh vô ha? Không có hả? Và các cô tư nữ và quý Phật tử. Cảm ơn sư Quỳnh Minh câu chuyện đó. Thì tôi thấy câu chuyện đó chỉ là câu chuyện ngồi rung đùi nghe cho nó vui thôi. Chứ mà người ở bên Mỹ mà nó có nhiều tiền á, nó đâu có ngu mới xài tiền đâu. Thứ nhất nó invest vô mấy stock, mấy cái bond. Còn nếu muốn retire nó vô intoc vô annuity. Thì tiền tẻ ra tiền nó xài trong chừng mực nó thì nó cũng ok rồi. Thì đâu có đến nơi mà tệ giống vậy. Nghĩ huynh kể chuyện đó cho vui thôi. Còn chuyện mình kể cái ông đó ông thấy bó vàng thì câu chuyện cũng tương tự. Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật cũng kể có một ông. Ông Đức Phật và Ngạn Nan đi lại gặp cái túi vàng. Chỗ đó thì Ngạn Nan với Đức Phật nói cái đó là thuốc độc. Thì ông làm ruộng, ông ngồi đó, ông nghe kỳ, ông lại, ông coi thì thấy túi vàng. Ông thấy túi vàng đó, ông giấu một chỗ. Ông nói yên rồi, nhưng mà sau đó thì ông bị bắt. Tại cái tội ông đi giấu túi vàng mà thật ra ông không muốn lấy. Thì ông xí bị, cái đó là cái số vàng mà tụi cướp nó làm rớt cho đó, nó lợi. Khi nó giấu cho đó để nó rớt cho đó hay giấu cho đó gì đó để sau này nó lại nó lấy thôi, nhưng mà ông đi ông để qua một bên chỗ khác. Rồi lúc mà quân lính bắt được tên cướp, tên cướp nó khai thì lại chỗ đó thì thấy ông đó đứng gần túi vàng, bắt ông vô. À, nhờ ổng mới nói là không phải ông lấy, ông thấy đó, ông dời qua bên tại ông làm ruộng gần đó, thì ông nhờ Đức Phật với Ngạn Nan làm chứng ông mới thoát cái tội chết. Cũng có tích sự rồi, huynh kể cho nó vui nha, cũng vui vậy thôi. Chứ mà tôi có tiền ai đưa tiền cho tôi đi, tôi làm đủ thứ chuyện á, tôi bỏ vô stock, tôi về già hả, tôi bỏ vô annuity, tôi có nhiều tiền, tiền để tiền đi xài, tôi đâu có sợ đâu, đừng có xài nhiều quá thôi, xài nhiều quá lấy chết thôi, cái tiền nó để lúc mình chết thì cái người benefit của mình á, cái người thừa kế mình nó lãnh tiếp thôi, thôi giờ bỏ qua chuyện đó đi, giờ để chia và sẻ cái câu kệ 179-180 này, thì đọc hai câu kệ để dở sách kệ đọc lại coi. Nó nói gì nè. Đấng còn ghét ai chiến thắng. À, thì câu 179 á, thì nói tiếng Việt đi để hồi đọc sau kinh sau. Thì câu 79 nói là vị chiến thắng không bại, vị bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng. Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Câu 80 là ai giải tỏ lưới tham, ái phượt hết dẫn dắt. Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Trong hai câu này với đây cùng theo cái tích sự của sư Chí Đức vừa mới đọc, nói là con gái ông của ông mà ma gì ta, ba đứa con gái của ông Mai Dương là kiếm chuyện muốn với Đức Phật, rồi con gái của ông mà Bà La Môn mà ma găng đi giá ở nước Khuru á, thì có một con gái đẹp là mà gần đi giá nữa, dịch là tiếng nó mạng La Hoa vậy đó, thì đẹp tuyệt trần. Thì hai vợ chồng ông này rất tài giỏi, họ có thể coi được dấu chân với lại nhận ra cái người đó, là nhìn dấu chân thôi mà có thể biết người ta dòng dõi hay cái gì, rất là hay. Ngày xưa vào cái thời Đức Phật có những người mà người ta có những cái tri thức của người ta rất là hay mà không thể diễn tả được. Cũng như là hồi đó còn nhỏ, tôi sống ở Việt Nam mà sống trên miền cao nguyên Trung Phần đó, tôi sống ở tỉnh Quảng Đức, thì tôi nghe mấy người lớn nói, mấy người mọi mấy người thượng đó, mấy người thượng mà dân thiểu số ở trên rừng đó, thì người ta rất hay, người ta có thể điều khiển dẫn voi. Thì tới cái ngày mà lễ Hai Bà Trưng thì mấy cái ông người thượng này cũng dẫn mấy con voi ngồi trên con voi. Thì đó là tôi nhỏ tí thì tạo rồi chút xíu mà thấy con voi bự thù lù lắm vậy, mà mấy người thượng này nhỏ mà nó dùng cái dòi nó câu ổng lên trên ngồi trên đó, mà ổng kêu nó quẹo trái quẹo phải mà nó nghe rất là thán phục.
Rồi tôi nghe ba má tôi nói chứ mấy người thượng mặc dù tay sống trong rừng rất là cực khổ, nhưng mà người ta có thể biết được khi nào trời mưa, trời nắng, và người ta biết những cái chi tiết. Thì ở bên Mỹ này thì đọc những sách đó, thì những người dân mà Native America là mấy cái người dân mỗi da đỏ đó, là những người mà sống trước khi mà người Anh để lại Mỹ để mà khám phá để tạo ra thành nước Mỹ ngày hôm nay đó, thì người ta có những văn minh của người ta ngày xưa giống vậy. Mà bây giờ tại vì bị đồng hóa với bên cái văn minh của thế hệ mới này thì người ta mất đi những cái văn minh đó. Người ta có thể nhìn trời, người ta biết trời giông, trời gió, trời bão thì rất là tốt. Thì trong cái sách này nói đó, thì những người mà sống theo kiểu mà tự nhiên vậy thì không có làm hủy hoại trái đất nhiều, có thể sống tới hàng tỷ năm mà vẫn còn tồn tại. Còn với thế hệ chúng ta văn minh đầy đủ máy móc như vậy nhưng mà không có tồn tại lâu, tại vì đã dùng phí phạm nhiều cái tài nguyên của thiên nhiên lắm. Đó là tôi ý tôi nói vậy. Còn giờ đi đi qua bên vấn đề của Đức Phật ha, thì trong đây thì chúng ta thấy rằng á, Đức Phật là một vị là có 9 hồng danh hay là 10 hồng danh tùy theo cái xứ Miến Điện, xứ Sri Lanka, Thái Lan người ta dịch ra. Thì đại khái thì những cái hồng danh của ngài đó là nói lên cái phẩm chất cũng như là cách cũng như là cái quyền hạn của ngài. Thứ nhất ngài á, là là chủ của tam thiên của 10.000 thế giới. Thì chúng ta không biết tam thiên là bao nhiêu là người 10.000 thế giới. Thì chúng ta chỉ biết rằng hiện tại chúng ta sống ở trong gọi là Thái Dương Hệ. Thái Dương Hệ gồm có mặt trăng, mặt trời và những hành tinh mà chúng ta thấy như kim tinh, quả tinh gì đó. Thì cái đó chỉ là một phần nhỏ trong 10.000 thế Dương Hệ này thôi. Đó. Thì chúng ta biết rằng cái quyền lực của Đức Phật rất là lớn. Mà khi ngài mà lên cung trời Đau Lợi mà người giảng pháp trên đó, ngài có thể giọng xuống mà truyền pháp cho những người ở dưới trái đất, mà ngài có nhìn có thể biết được cái tâm tư người đó thuộc gì, đang nghĩ gì và có thể dùng cái phương pháp gì để mà giáo hóa người đó. Thì trong cái chính hồng danh đó, tức là cái hồng danh thứ nhất là Arahant, là ứng cúng, là cái vị đã hết phiền não, luôn cả ngủ ngầm trong tâm. Asawa đó, ngủ ngầm trong tâm này đối với vị A-la-hán thanh văn như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên hay gì đó, không phải là bậc chánh đẳng chánh giác, vẫn còn. Thí dụ như ngài Sariputta, mặc dù là một pháp vương và một cánh tay mặt của Đức Phật là chỉ thua kém Đức Phật 80 thôi, nhưng mà ngài chỉ là Phật thanh văn thôi, tức là A-la-hán thanh văn thôi, thì ngài vẫn còn những cái ngủ ngầm cái tiềm ẩn của ngài, như là ngài đã từng là 500 kiếp làm con khỉ, thành ra nó ngủ ngầm nó trong cái tâm của trong cái duyên nghiệp của ngài đó. Thì tới ngài tới kiếp này ngài là một người con người, nhưng mà nó vẫn còn cái tánh như con khỉ á, ngài đi qua cái lỗ nước gì đó ngài nhảy bụp cho nó nhanh. Thì cũng có câu chuyện quý vị cũng nghe rồi, tôi cũng nhắc lại là ông Bà La Môn gì đó muốn cúng cho ngài cái tam y, tức là ba miếng, cái miếng khoác ngoài, miếng bự ngoài, rồi miếng cái chủng cái xà rông, rồi miếng tăng già lê gì đó, ba miếng gì đó. Thì tại nghe nói thì ngài là vị A La Hán mà, thì lúc ông này đi theo sau ngài thì thấy ngài á đi qua cái lỗ nước kia, ngài không đi vòng như là một người mà lịch sự và đàng hoàng, chứ ngài đi phóng cái bụp qua bên kia. Ông này ông nghĩ trời ơi, ông Ba La Hán gì đâu mà nhảy như con khỉ vậy, thôi đừng cúng nữa, cúng hai cái thôi, cúng hai miếng thôi. Cái đi 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 nữa, đi hồi thấy hồng dũng nước nữa, cái ngài cũng không có đi vòng nữa, đi nhảy cái bụp qua nữa. Ông này trời ơi, A La Hán gì kỳ vậy, thôi không cúng nữa, cúng miếng thôi. Thì lúc đó ngài Sariputta thì lại có cái tâm hàng giờ tự nhiên, cái tâm có nhạy chút, ngài dùng quán, ngài dùng thần thông, ngài quán, ngài đọc được tha tâm, ngài dùng tha tâm thông, ngài dùng được, ngài đọc được cái tâm con này. Cái lúc đi cái dùng nước thứ ba, ngài không nhảy nữa, ngài đi vòng qua. Cái ông Bà La Môn ngủ, ủa sao ngài không nhảy qua nữa? Ngài mới nói nếu ta nhảy qua một lần nữa ta mất luôn cái y kia luôn, không còn cái y nào hết. Ông Bà La Môn này mới sợ, mới là biết là ngài có thần thông mà giỏi vậy, thì đảnh lễ xin sám hối. Thì quý vị thấy không, cái cuốn tử ngủ ngầm á, nó tiềm ẩn trong đó, giống như từng trước mà sư Pháp Thanh đã dạy cho chúng ta đó, về mấy cái
về mấy cái chuột á, mấy cái mà tứ chuột á, thì sư có dạy là tứ bọc á, gồm có dục bọc, hữu bọc, kiến kiến bọc, vô minh bọc đó. Thì trong cái câu này, cái câu thứ hai đó, thì ai câu kinh pháp cú 180, cái câu thứ hai đó, ái phược hết dẫn dắt. Thì trong đây thì cái câu một là ai giải tỏa lưới tham, tức cái lòng cái tham gọi là tứ phược. Cái tứ phược gồm có tham ái sân độc giới thủ dần, tham ái phược, sân độc phược, giới thủ phược và ngã kiến phược. Thì trong đây thì đối với một vị chánh đẳng chánh giác thì những cái phược này đã trừ diệt hết rồi, không còn cái tham lam về ái phược gì đó. Tham ái là ái phược, sân độc dẹp hết trơn, giới cấm thủ, ngã kiến chấp vào cái thân kiến, cái ý kiến của mình thì đã diệt hết rồi. Nó gần mấy cái tứ mà tứ trầm, tứ bọc, tứ kết, tứ phược, tứ thủ thì ngài đã dẹp hết rồi. Thì cái chính hồng danh của ngài, cái hồng danh thứ nhất là A-ra-hăn, tức là ứng cúng, tức là ngài dẹp hết các, trừ diệt hết các về cái phiền não, luôn cả ngũ ngầm. Cái hồng danh thứ hai là Sambhutho, Samma Sambhutho, tức là chánh đẳng chánh giác. Ngài có một cái thần lực là hiểu hết tất cả những điều gì ngài muốn hiểu, chỉ cần hướng cái tâm đến đối tượng thôi là ngài đã biết rồi. Cái hồng danh cái thứ ba của ngài là A-ra-hăn Samma Sambhutho Vichcha Virachara. Vichcha, trời ơi, để đọc là cho đàng hoàng. Hồng danh cái thứ ba của ngài là Vichcha Charanasam Khano. Đọc mỗi ngày kinh Tam Bảo mà ta lên giảng mà cũng phải dấp nó là cái gì biết không. Thì trong cái đây thì nói về cái, nói về cái minh của hạnh ngài đây đó, minh gọi là minh hạnh túc. Minh ở đây có nghĩa là chỉ cho 3 hay 5 cái thần thông mà quý vị đã biết rồi, thần túc thông, thiên nhãn thông, về thiên nhĩ thông gì đó. Mấy cái đó mà cái hạnh gọi ở đây chỉ cho 15 cái giới hạnh. Dạ. Kéo ra dài quá ha, để nữa đi. Sugato, cái hồng danh cái thứ ba của ngài là Sugato, tức là thiện tệ, là cái bậc giác ngộ giống như các vị khác. Thì khi mà ngài nói những lời á, là lời rất là thành thật, đúng lúc và lợi ích cho chúng sanh, cho dù cái người đó nghe có thích hay không thích, có đồng ý hay đồng ý, thì ngài cũng nói, ngài nói thành thật, lợi ích và đúng lúc, chứ không phải là không đúng lúc. Đó là cái Sugato. Cái hồng danh thứ năm của ngài đó, Lokavidu, tức là gọi là thiện, tức là thế gian giải, tức là ngài biết tất cả mọi, hiểu biết tất cả mọi việc trên thế gian này, tức là hỏi cái gì ngài cũng biết hết. Thành ra ai mà lúc mà có Phật chánh đẳng chánh giác lợi thì ở cái xứ đó rất là hạnh phúc, rất là may mắn. Tại vì trong bụng, trong đầu mà nghĩ là điều gì, nghĩ tán buổi sáng thì khỏi cần, còn buổi tối thì chờ Đức Phật ngủ xong rồi đánh răng xúc miệng chạy lại đảnh lễ ngài, hỏi ngài cái ngài nói rồi. Ai đắc cái gì, quả gì quả gì, ai làm để làm gì, hỏi ngài, ngài nói hết. Thì trong cái thế gian giải này, là bậc thế chí này, Đức Phật hiểu rõ thế gian, tức là gồm cả thế giới này, gồm cả thế gian, chúng sanh, các thế giới, các hiện tượng tâm và vật lý. Đó, tâm vật lý thì ngài giảng nhiều pháp đó, chúng ta học chúng ta biết rồi, sắc pháp, danh pháp là ngài trùm rồi, đâu ai giống như, không ai được giống như ngài hết. Cái hồng danh thứ sáu mà tôi nói đó là Anuttaro Purisadam Masarathi. Thì cái này tùy theo nước, có nước thì chia ra. Anuttaro là điều ngự trưởng phu, vô thượng sĩ. Rồi Purisadam Masarathi là điều ngự trưởng phu. Nhưng mà nước, mấy nước như Thái Lan hay gì thì người ta dồn hai cái vô một cái thôi, tức là điều ngự trưởng phu, tức là ngài là một bậc là trên thế gian này không có một người thứ hai, về không có ai so sánh ngài về cái khả giáo hóa chúng sanh và thanh lọc tâm ý của chúng sanh đó cho trong sạch, trước khi mà ngài chỉ dạy cho họ để họ hiểu thấu những cái lời giảng dạy của ngài mà có thể đắc vào những đạo quả trong dòng thánh. Và cái đó là hồng danh thứ sáu. Hồng danh thứ bảy là chúng ta biết rồi, Sattha Đề Quá Ma Nút Xá Năng. Ngài là bậc đạo sư, thầy của người và của chư thiên, nên gọi thường gọi là thiên nhân sư đó. Cái hồng danh thứ tám là Bút Thô, hay là người ta gọi là Phật đó. Ngài là bậc đại giác, ngài đắc chứng hết
quản cái sự thật cao thượng là tứ 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 đế hay tứ diệu đế, và ngài giúp chúng sanh giác ngộ bằng cách giải thích giảng giải cho chúng sanh hiểu rõ cái bốn cái sự thật cao thượng này hay là tứ diệu đế qua sự hành thiền minh sát niệm xứ. Thì cái hồng danh thứ chín cuối cùng đó Phát Cao Hoa là bậc là thường ta gọi là Thế Tôn. Thì chúng ta thấy rằng những cái hồng danh này xứng đáng những cái diễn tả hầu hết cái quyền lực cũng như cái sự cái gì quyền lực cũng như là cái sự hiểu biết cũng như trí tuệ của ngài mà chúng ta không thể bàn luận được. Người ta thường gọi là á trình tay giá đó, tức là bắt tư nghị, bắt tư nghị. Thì hôm qua tôi có nói bắt là không, tư là bốn, nghị là bàn luận nghị luận. Nhưng bốn cái điều này không nên bàn luận nghị luận. Về tại sao? Tại vì chúng ta không đủ khả năng, không đủ trí tuệ để bàn luận hết bốn điều này. Nếu mà chúng ta càng đi sâu, chúng ta thành điên khùng, điên loạn luôn. Tại nó quá nhiều, quá sâu. Bốn điều đó mà hôm qua tôi có nói đó là chúng là trí tuệ của các chư Phật cũng như cái thiên giới mà cái hành xứ của các Phật đó, nó rộng lớn lắm. Trí tuệ của các ngài đó đừng có bàn cãi đó. Cái thứ hai nữa là những cái hiệu quả, những cái kết quả mà của sự ngồi thiền đó, những cái thần thông do sự hành thiền đắc thiền đó, nó có những cái như tôi đắc như là đi trên trời ha, đủ thứ chuyện gì đó, nó rất nhiều, mỗi cái mỗi khác với nhau, từ thấp đến cao, vừa vừa tùm lum tùm la đó, nói nhiều cũng mệt ha. Thì nói không kể hết đâu, thì cái đó nói nhiều nhiều quá không biết nói sao mà hết. Cái thứ ba tức là cái vị thuộc nghiệp quả đó, cái quả tức là nhân, cái nghiệp báo của mỗi chúng sanh đều khao hết, mặc dù trên thế giới này đều là khổ, có khổ có lạc đủ thứ, nhưng mà cái nghiệp báo của mọi người đều khác nhau tùy theo cái trong quá khứ người đó đã làm cái gì, làm cái gì rồi, thì nghiệp báo của ai, của người này cũng không giống người kia, không giống cái liệt, không có chính xác, không giống ít xác liền, không có giống như người này giống 100% cái kia, không bao giờ giống vậy. Nó đều khác nhau, nó linh lực hoạt, linh động, rất là khó mà biết. Chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Phật thì mới hiểu rõ, mới giải thích cho chúng ta được cái đó. Tại ngài có lục thông, ngài biết, ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, ngài biết tất cả những điều gì ngài muốn biết. Và thì cái bắt tư nghị, bắt tư nghị thứ tư đó, tức là cái chuyện chúng sanh của chuyện thế gian đó, như là chuyện nội cái chuyện mà gia đình của người này, gia đình người kia, chuyện tình cảm này, chuyện tình cảm kia, ôi thôi tùm lum tùm la, mình cứ giếng vô mà làm như là tôi thấy đi a bì giải bài tâm tình tâm sự gì đó. Thì trên tivi hình như có ông Tóc Tổ Ô hay gì đó cũng giải thích. Thì tôi thấy sau này ổng cũng bị dính giếng vô cái chuyện tình cảm trong gia đình ổng, ổng cũng bị trouble. Còn tôi thấy mấy bên Đạo Thiên Chúa thì mấy ông cha đó, thì tôi có những người bạn Đạo Thiên Chúa thì nó nói nó xin tội. Thì xin tội như thế nào? Thì mỗi tuần thì nó lại chỗ nhà thờ, nó ngồi trong một cái nhà nhỏ, cái như là trong nhà thờ có những cái phòng nhỏ nè. Mấy người đó thì không thấy mặt ông cha, vô quỳ đó, nói những cái tội gì mình làm, thì ông cha ngồi trong đó nghe rồi giải thích cho mấy người nghe. Thì tôi thấy trong một cái gì mà điều tra gọi là statistics đó, tức là tham khảo tham cứu đó, thì người ta nói những ông cha đó, có những ông cha rất là trầm uất, rất là khó chịu, rồi có nhiều khi mấy ổng bị khủng hoảng luôn. Tại vì ta nghe quá nhiều điều mà họ không tưởng tượng được, mà trong chính bản thân cái thân của họ, họ không có tu tập nhiều về giữ cái tâm của họ đó, thì họ cũng nhiều khi họ cũng bị lôi cuốn vô đó, họ cũng khủng hoảng dữ lắm. Và tại vì họ không có học gì ở pháp, không giữ được cái tâm của họ, họ bị cuốn theo những câu chuyện đó. Rồi ngoài ra là quý vị biết ngày nay á, hồi ngày xưa giáo hội thì cũng như bên Phật giáo cũng như bên Thiên Chúa giáo thì còn cấm cản, không có đi ra đường tiếp xúc này nhiều. Nhưng bây giờ thời thế bây giờ rất là không có, thì nó lại khác. Vì mấy ông cha đó thì phải có cái phone, mấy ông sư cũng có cái phone, mà có cái phone thì cả thế giới đều nằm trong tay, trong tay của mấy ổng hết. Tại chúng vậy vô cái phone, chứ bạn vô YouTube, vô Facebook, vô này kia,
tùm lum tùm la trong đó, cải lương cũng có, diễu cũng có, kinh tạng giảng cũng có, giảng giảng đúng cũng có, mà giảng ba chợn cũng có. Mấy ông sư Bắc Tông ngồi lên nói, ông sư quốc danh ngồi nói táo lạo tào lao tâm tinh, mạnh ai ai nói còn nghe không chuyện đó. Rồi dạy nấu ăn cũng có, tại vì YouTube nó làm như vậy, ai mà vô những người làm những cái blog đó mà ai mà coi nhiều thì cái người mà làm cái chủ cái blog đó thì được tiền. Ôi tôi vô chổng thấy tá lả tâm tinh luôn. Nhất Facebook thì mấy ông cha cũng như mấy ông sư nếu mà không có sự tu tập đàng hoàng thì cũng dễ bị dính mắc lắm. Không có dễ đâu, tôi nói vậy có đúng không ha? Trời tín hiệu đi. Giờ còn có 10 phút nói tiếp ha. Ha là xuống đây. Thì đại khái trong cái câu chuyện này thì sư Chí Đức có đọc qua đó, thì cái con gái có hai mà gần đi thì nó đẹp đẹp thì gạo cũng không có biết là cái giá trị một của vị chánh đẳng chánh giác như thế nào, và một vị chánh đẳng chánh giác thì họ như thế nào. Ông cứ nghĩ là con ông tốt thì ông gả cho người tốt cho ông vậy là tốt rồi. Thì Đức Phật nhìn thấy là ông này có nhiều tu tập, có đủ ba la mật, ông có thể đắc tam quả, tam đạo tam quả trong kiếp này. Thì Đức Phật mới dẫn dắt để cho ông nghe. Ông nghe câu kệ thì đúng như vậy, thì ông này đắc về A Na Hàm theo danh dịch ra thì tam đạo quả đó. Thì Đức Phật trước giảng cái này thì Ngài là một điều ngự trượng phu mà. Ngài dẫn dắt ông đến rồi Ngài kể câu chuyện về Ma Dương với ba đứa con gái Ma Dương thì làm đủ trò đủ thứ. Ma Dương thì có ít nhất là hai lần ba lần dẫn muốn cản trở Đức Phật. Lần đầu tiên là cản trở khi Ngài bỏ hoàng cung để mà đi tìm đường tu, để tìm đường giải thoát một lần. Lần thứ hai thì Ngài sắp sửa thành chánh đẳng chánh giác đó, thì xuống giành cái bộ đoàn của Ngài. Tại vì Ngài nguyện là Ngài mà không đắc thành bậc chánh đẳng chánh giác thì Ngài không bước ra khỏi cái bộ đoàn. Thì ông Ma Dương này kiếm chuyện giành cái bộ đoàn để Ngài đi xuống, để Ngài bị phạm cái lời thề của mình. Ngài đâu có thua đâu. Ngài dùng cái ba la mặt của Ngài với vậy nói có trái đất làm chứng. Thì trái đất làm chứng nó rung chuyển lên. Thì Ngài thắng cái lần này là. Thì Ma Dương cũng kiếm chuyện nói vậy, ba đứa con gái Ma Dương xuống để quyến rũ Ngài, nhầm nhò về bao đó. Ngài nói giống là không có gì đáng ngại, chỉ nó làm cho là mất cái giờ nó thôi. Thì Ngài kể giống vậy để cho hai vợ chồng ông Bà Lão Môn này biết rằng ba con gái Ma Dương ở cảnh giới thao quá tự tại thiên thì trong sạch cao quý như thế nào mà Ngài cũng thèm để mắt. Thì nói con gái của ông này cho dù đẹp cách mấy mà ông nghĩ rằng thì tới cái một ngón chân của Ngài cũng không đụng tới mấy người con gái đó, thì đừng có nói chuyện chi mà xa xôi lắm. Thì đại khái câu chuyện là như vậy. Thì quý vị thấy rằng đối với một người đã tâm thanh tịnh mà một bậc chánh đẳng chánh giác mà như tôi vừa mới nói có chính đại hồng danh đó mà không có ai mà làm có nổi giống như vậy, thì Ngài thuộc loại lời thế giới thì nói là cao nhân tắc cao nhân hữu, là người cao có người cao hơn chị, nhưng đối với người thì siêu nhân tắc hữu vô phương trị, đó là một người siêu nhân rồi không ai trị được hết trơn, không ai qua Ngài được hết. Thì cái câu đó là đúng đó. Thì đại khái nói về Đức Phật thì chúng ta biết rằng không biết nói bao nhiêu mà hết về cái hạnh, về công đức, về thần thông, về trí tuệ của Ngài thôi. Nói gọi là nói mệt nghỉ đó, mệt rồi nghỉ nói tiếp theo cũng hết nữa. Muốn chia sẻ một chút vậy thôi. Đại khái là như vậy. Thì bây giờ nó cũng còn 5-10 phút ha. Thì quý vị nghe cũng câu chuyện này cũng được ha. Thì sao im lặng quá vậy? Châu Nguyễn nhẹ răng lên cười. Thì tôi cũng xin dừng máy lại, nếu có gì phạm chúng một điều gì đó, làm cái việc gì sai sót, xin quý vị tha lỗi nha, xin sám hối trước, và xin chúc quý vị một ngày ăn đuôi, và xin chào máy lại. Alo, 123, 123. Mình tâm chia sẻ hay ha. Rồi cái sĩ kem cũng đâu có thua kém gì đâu. Mỗi người một vẻ, 10 phen vẹn toàn ha. Nghĩa là hôm nay câu Phật ngôn này chúng ta thấy rằng bậc không để dấu tích, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích.
Mà theo dõi ở đây có nghĩa là khi còn là phàm, chứ chưa phải là thánh, chưa phải là Phật. Vừa đi xuất gia là Mở Vương đã theo dõi rồi 6 năm. 6 năm này dù có một cái lỗi lầm nhỏ cũng bị Ma Vương coi như bạch tội. Và 6 năm trời quý vị thấy rằng luôn luôn lục căn thu thúc tu, nghĩa là trong cái vấn đề khổ hạnh rất là căng, nhưng mà cũng không có tư tưởng, không có để cho tham ái coi như là sân khởi. Visatika nè, tanha nè, ở đây cái chữ chalini có nghĩa là cái lưới gì, cái lưới tham ái. Mà cái lưới tham ái á, thì nó bao trùm, nó cột, nó trói chặt. Thì như vậy chúng ta thấy trong 6 năm mà cái tâm tham không khởi lên, tâm ái dục không có khởi lên, không bị cái màn lưới của Ma Vương nó bao phủ mà ngài thoát ra được. Dù chỉ là một vị Bồ Tát hào hứng gì, khi đã là thành Phật, tuần lễ thứ năm ha, tuần lễ thứ năm thì Ma Vương xuống kiếm chuyện. Mà kiếm chuyện lúc đó đã là Phật rồi thì làm sao mà coi như dùng chấn theo dõi, làm sao mà Đức Phật để lại những cái dấu tích. Còn ở trong sự trói buộc của Ma Vương, tức là tâm tham, tâm sân, tâm si còn, thì cái đó Ma Vương mới chinh phục, mới làm chủ tình hình. Còn bây giờ mà đã vượt thoát rồi, qua khỏi 8 cái điều thị phi, được lợi mất lợi, được quyền trước mất quyền trước, được khen bị chê, được vui bị khổ, ngài đã bất động. Trên này có cái ngoài 9 cái hồng danh ra, còn có một cái từ Tathagato, tức là bậc đã đi đến cái vị trí đó, bậc đã được như vậy, gọi là Như Lai. Như bất động, lai thành chánh giác, thị danh Như Lai. Một con người mà đã vượt qua khỏi cái tam giới này, tâm không còn rung động vì 8 pháp thế gian, thì làm sao mà Ma Vương khống chế được. Cho nên tanha, raga, arati, 3 cái nàng con gái của Ma Vương thất thủ trước Đức Phật. Và câu chuyện của cái nàng Magandhiya đã kết quán với Đức Phật để rồi coi như là câu Phật ngôn 179, 180 được xuất hiện. Hai câu Phật ngôn này đã đưa cha và mẹ, ông và mẹ của nàng Magandhiya trở thành một vị bất lai. Chúng ta thấy nghĩa là tế độ được cha và mẹ thì lại kết quán với nàng Magandhiya. Rồi Đức Phật ngài ôm bát lý khất thực, bị chửi mắng, bị hụt dịch nè, thối, bị cà chua quăng suốt trong 7 ngày như vậy. Nhưng mà đụng đến Phật lực, đụng đến oai đức của chư Phật thì chúng ta thấy không có kéo dài. Trong vòng 7 ngày, nàng Magandhiya và 500 thân bằng quyến thuộc của mình bị đem ra hành hình. Để chúng ta thấy nhân quả. Cũng như Sĩ Kim vừa nói về Phật quốc thì bất khả tư nghị, nghiệp cũng bất khả tư nghị. Và buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Rất là hoan hỷ với sự tham gia của quý vị để đem lại ý nghĩa của câu Phật ngôn này là do tấm lòng tham ái. Và chính tham ái đã sanh khởi ra những cái điều tệ hại mà Đức Phật đã vượt qua khỏi. Thế rồi chúng ta lấy đó làm một cái tấm gương. 6 năm trời bị theo dõi nhưng mà không tìm ra thủ phạm. Mà thủ phạm đó là do tâm tham, do ái dục, nó xui bậy chúng ta để chúng ta phạm vào tội lỗi. Nhưng mà Đức Bồ Tát đã vượt qua, và Đức Phật ngài đã ngự trị tam giới,
để rồi có được một cái hồng danh Sattha Deva Manusa Nang, thiên nhân chi đạo sư, thầy của chư thiên và nhân loại. Phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống được an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Eten Sachuache Na Sotivo Phô Thủ Sapada. Do lời chân thật này kinh dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni thiền hữu trí thức luôn được an lành quanh hào quang của chư Phật. Sau đây là bài kinh hạnh phúc sẽ kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Nam mô Bụtthaya. Chintavane anatta pindikasa anam.